Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà người ta làm cái gì đó nó không chắc này. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Mời bạn nam. Chào chị Cát Tường nè các bạn. Mời bạn ngồi. Dạ. Dạ em tên Đặng Kim Hoàng. Đặng Kim Hoàng. Dạ. Năm nay em 35 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ em làm kỹ sư điện tử và làm kỹ thuật âm thanh. Hai nghề. Rồi Kim Hoàng 35 tuổi. À, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên là gì? Em là Lê Thị Như Quý ạ. Em là nhân viên văn phòng. Quý năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. 32. Trước giờ có nhiều mối tình chưa? Nhiều hơn một ạ. Nhiều hơn một. Dạ. Là 2 hay là 9? Dạ thì người ta nói là những cái na ná tình yêu thì nó có nhiều, nhưng mà tình yêu thì chỉ có một. Nên em thấy là em quen nhiều hơn một người, nhưng mà không biết cái nào là tình yêu nó là bao nhiêu. Nên em không biết, em chỉ biết là nhiều hơn một thôi ạ. À, không biết trả lời ghê nha. Nhưng mà như thế nào mới là một tình yêu thật sự? Một tình yêu thật sự á là một cái người mà có thể san sẻ, hiểu mình và chấp nhận chính con người mình, chứ không phải những cái điều mà bạn ấy thấy. Em thì dễ gần, thân thiện, hòa đồng. Ưu điểm thì phải do người đối diện cảm nhận, chứ bản thân mình thì không thể nói được. Em là khá là nóng tính. Khi nóng lên thì hầu như là ít tiết chế được cái cảm xúc, thì thường sẽ nói lớn hơn, nhanh hơn, khiến cho người đối diện cảm thấy là không có được vui lắm. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình thì xưa giờ chỉ có 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì cũng gần đây, cũng khoảng 2 năm nay. Nói chung là người đó cũng ghen quá. Bạn bè, đồng nghiệp công ty em á gọi đến hay như thế nào là bắt đầu là cứ ghen rồi này kia, hai đứa đâm ra hay cãi nhau lắm. À, bạn có thể nói về một cái mối tình nào mà bạn ấn tượng nhất? Thời gian mà em vừa mới vào lập nghiệp ở Hồ Chí Minh á, thì em có quen một đồng nghiệp trong công văn phòng, làm chung lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Vậy là trong 5 năm đó bạn có khi nào còn tỏ ý cho anh biết là bạn muốn kết hôn không? Dạ có ạ. Nói thẳng hay nói mấp mé? Nói thẳng chị. Rồi anh trả lời sao? Tại vì bây giờ là phải lo sự nghiệp trước. Anh đã nhiêu tuổi? Dạ hơn em 2 tuổi. Hơn 2 tuổi cũng 35 rồi, còn gì nữa mà sự nghiệp gì nữa. Chị không tin đâu, hay là anh có một người phụ nữ khác nữa? Vậy cái đó phải hỏi ảnh. Bây giờ bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông có trách nhiệm và có ý định lập gia đình. Bạn mong muốn bạn gái mình phải như thế nào? Cao cũng khoảng 1m65 gì đó. Hiền, đàng hoàng, biết lo cho gia đình. Có tính toán con đường hôn nhân sắp tới chưa? Dạ em cũng có tính chứ, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng phải tính cái gì đó cho gia đình chứ. Nhà bạn ở đâu? Quê em thì ở Phú Yên rồi, chứ mà giờ hiện giờ em đang sống và làm việc tại quận 12 anh. Quận 12 là nhà của mình luôn hả? Không, em ở với nhà chị. À, ở nhà bà chị. Ví dụ bây giờ cưới vợ thì về ở đâu? Chắc lẽ nếu mà cưới vợ thì mua nhà. Những cái gì mà bạn cho rằng tật xấu của bạn không thể bỏ được? Nhiều lúc tính em cũng còn nít lắm, với lại hay giận vu vơ, nhưng mà lại mau quên lắm, bỏ qua chứ không có đau bụng. Ưu điểm cho em thì nấu ăn giỏi, với lại em chơi được nhiều nhạc cụ. Có hát được không? Hát thì chắc em cũng hay, cũng dở chứ không được hay. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà những cái làm cái gì đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Thường thì một người phụ nữ mà quen một mối tình mà 5 năm rất là lâu, nhất là cái tuổi xuân của mình, thì lúc mà chia tay bạn có bị thất tình không? Khi em bị thất tình thì không biết thế nào hết, tại vì ở xa nhà cho nên hả, giải tỏa bằng cách là mua sắm, ăn uống. Và cái việc ăn uống vô độ nó khiến em chịu một cái hậu quả khá là lớn. Hậu quả gì em? Đó, hơi tăng cân chút đó. Dạ không chút. Nhưng mà không sao, vậy dễ thương. Tăng bao nhiêu cân? Gần 20 cân ạ. Khủng hoảng nhất là bao nhiêu ký? 75 ký ạ. Rồi bây giờ là còn nhiêu ký? Dạ 63. Thôi thôi, xuống cũng được hay hả? Rồi hy vọng giảm được bao nhiêu cân nữa? Dạ, theo như bố em chắc là phải thêm 5 cân nữa. 5 cân nữa thôi, gì mất miếp cũng được rồi ha. Anh Kiên tính nghệ sĩ lắm. Dạ. Bạn có thích nghệ sĩ không? Mọi cái em đều thích ạ. Nghệ sĩ có máu khùng lắm á. Người ta nói thường thiên tài sẽ hay khùng. Phải không? Vâng ạ. Không biết bên đây có tài không mà. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Đừng có quá ngớ ngẩn, với lại đừng có khoe khoang quá. Anh này anh chơi được rất là nhiều nhạc cụ, bạn có biết làm gì về nghệ thuật không? Dạ không ạ, nhưng em thích nghệ thuật. Hát một đoạn. Đồng ý không quý vị?
Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vợi vời, 20 năm cuối là bao. Chào chị. Chào bạn. Dạ. Ủa anh cao bao nhiêu thấy cao quá vậy? Cao 1m8 vậy. Hả? 1m8. Hèn chi tôi nhìn là thấy cao rồi. À, bạn không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Dạ thì em không thích phụ nữ như là trang điểm lè lẹt hoặc là sống tan chân, nhuộm tóc. Không thích là nó. Với lại em không thích phụ nữ mập. Ủa sao vậy bạn? Mập nhìn mướt mít dễ thương chứ. Sao không thích? Giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng. Cái chị cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính, kỳ tính mà. Không có thích mập. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyên Linh và Cát Tường. Theo như cô ở Huế vào á, cô thấy được. Bây giờ anh đó, anh nói anh không thích. Dạ anh không thích phụ nữ mập. Theo như cô thấy cháu đang nói không thích là những cái là loè loẹt, rồi sơ mồng tay hoặc là mập. Mà cái điều đó là con cô là hiện tại chỉ là như vậy á. Mà theo cô nghĩ là cái đó, cái để nó tự nhiên á, rồi sau đó sẽ gặp nhau, rồi cái duyên là nó đến thôi. À, cô có nôn có rễ chưa cô? Ừ, nôn, cô nôn lắm. Bữa cô nghe anh cháu nó lên chương trình á, cô bay vào à. Dạ. Cô bay từ Huế vào để xem á hả? À, để khuyến khích cháu mới vào cái hôm. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu, tại sao bạn lại không thích gọi là sơn tay móng chân? Cái đó phụ nữ người ta làm điệu mà, sơn nó đẹp mà, để sơn lên nó đẹp mà, có cái gì đâu. Tại em thích đẹp mà nhẹ nhàng á, đẹp mà dịu dàng, đừng có chó ló à, được rồi. Nhưng mà gặp đi, ánh mắt sẽ quyết định tất cả. Rồi chúng ta chuẩn bị cái màn lên, hai bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Theo như em thấy những gì anh nói hồi nãy chắc là em không đạt được cái điểm nào rồi đúng không? Người ta nói em là có tướng phú quý đấy anh. Đó. Người ta đều thuộc là thích màu mè với lại xinh xinh đúng không? Mà anh không thích màu mè. Anh thì anh cũng tiếp xúc quá nhiều rồi. À, tiếp xúc người ngang ngán đúng không? Đúng rồi, anh lại... mở nhiều nó cũng ngán. Thì là thời gian rảnh rồi anh hay làm gì? Rảnh rồi thì anh cũng hay nghe nhạc. Tại sở thích của anh là disco và rock. Disco và rock. Anh thường anh thích ban nhạc rock nào? Scott Young. Hoặc là như là... Giờ tự nhiên anh quên mất. Ok, cái đó thì từ từ. Tại vì em cũng khá là thích rock. Nếu mà không có Thành thì có thể mình sẽ vui vẻ đi nghe rock. Em cũng có một cái bạn, một nhóm bạn cũng khá là thích rock. Anh rảnh tôi dẫn đi rock mía chơi. Quan niệm tình yêu của em là như thế nào? À, quan niệm của em nó chỉ đơn giản thôi. Em yêu người mà em yêu, em ghét người em ghét, nhưng em sẽ không ghét người em đã từng yêu. Không biết anh với anh thì có vấn đề gì hay không? Anh chỉ mong muốn tìm người yêu người đó rất là cảm thông chia sẻ là được. Anh chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chung tình, cái đó chắc em có thừa đó. Nhưng mà không biết là... Anh rung trước một bóng hồng đang nổi bật ở đây đó. Chắc nổi quá em rung, chắc nổi em rung. Rung chứ còn gì nữa, nhìn không dám nhìn vô mắt người ta. Thấy người con gái bản lĩnh chưa? Quý phái bản lĩnh chưa? Em đừng có rung. Nhận xét bạn nam là người như thế nào? Sở thích và là cái quan điểm nhận xét của mỗi người thì ai cũng có cái riêng. Có hơi tiếc một chút xíu là em lọt vào trong cái top mà anh không thích. Rồi bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Này cũng được. Sao nhưng mà hơi mập thôi, có gì đâu. Vẫn giữ quan điểm là không thích mập. Dạ. Yeah. Không thích mập. Người ta nói hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh em mình gặp nhau cũng là có duyên, hy vọng sẽ còn có duyên gặp lại anh nữa. Mày mà không khái mập tôi thua gì cũng thua chứ. Nói vậy thôi chứ. Giả bộ thôi chứ. Mặt xanh lè. Hết giờ. Mời bạn trai đặt tay lên nút bấm. Bấm hay không bấm, tùy quyền của hai bạn. 3, 2. Một. Hết thời gian.
Đó, mắc cỡ kìa. Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. À, tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì thời gian cứ hai đứa tìm hiểu từ tính sau, có thể đó cũng khắc phục được mà. Thường phụ nữ mà khi nghe người đàn ông nói mình không có phải cái chuẩn của họ thì mình sẽ cảm thấy mình bị tổn thương, mình chạm cái lòng tự ái của mình chẳng hạn. Tại sao bạn nghe ảnh nói vậy mà cuối cùng bạn vẫn bấm? Thì em cảm thấy mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Còn cái việc bấm thì em chỉ nghĩ là mở cho người khác cánh cửa cũng như là mở cho bản thân mình cánh cửa. Thí dụ như bây giờ anh hồi nãy anh không có bấm mà một mình bạn bấm thôi thì sao? Dạ cũng không sao à. Đón nhận người ta không đón nhận mình. Đó là mỗi người có một cái quyền riêng. Và cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Rất hay. Thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn một món quà, vé xem phim. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu hơn. Và tôi tin chắc rằng một thời gian không xa, bạn Kim Hoàng sẽ thích mập. Mình nắm tay nhau một cái đi anh. Nắm tay nhau đi. Gì vậy, nắm tay phải bắt tay đâu à. Đi luôn. Và hai bạn xem phim. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Là về Đà Lạt thì quen một cô bé mà lúc đó có, cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bâu lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Trời. Ủa mình quen thôi mà mắc gì mình sợ ở tù. Dạ thì nó cũng sợ đi quá giới hạn á. Sợ đi quá giới hạn á. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Bên đây người ta là ngây thơ lắm. Mối dạ. tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi. Nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không có kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ. Nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Tôi tên Thăng, Lục Xuân Thăng. Em 41 tuổi, làm thiết kế ở Đà Lạt. Từ Lạc vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời xin mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh. Em chào bạn Nam bên đó. Và xin chào tất cả các vị khán thính giả tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh mầm non. Năm nay em 28 tuổi. Em đang ở quận 7. Quê Thảo ở đâu? Dạ quê em ở Lâm Đồng ạ. Bạn trai bên đây ở Đà Lạt. Thăng hãy nói cho bên Thảo biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì Thăng. À em thì hay hát, vẽ, thể thao, có một tí sáng tạo. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm thì em nóng, rồi cũng không biết tính toán công việc hợp lý nên em hay phiêu linh. Nghệ sĩ thì thường thường là sẽ làm theo cái cảm tính của mình, cảm xúc của mình nhiều hơn. Là cũng không biết tán. Rồi bây giờ tới bạn nữ nè, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, em cũng nữ tính. Em không biết là tính tình hơi trẻ con thì nó là ưu điểm hay là nhược điểm nữa. Chắc là cả hai chị ha. Đúng rồi. Thật ra mình trẻ con mình nhõng nhẽo nó cũng có hay lắm. Nhưng mà mình dùng nó đúng lúc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Dạ. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Bên đây cũng rất là điển trai nha. Thăng có mấy mối tình rồi Thăng? Phổ thông thì không nói, thì phổ thông thì năm nào em cũng thương hết đó. Phổ thông thì năm nào em cũng thương hết đó. Rồi về Đà Lạt thì quen một cô bé mà lúc đó có, cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bâu lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Trời. Ủa mình quen thôi mà mắc gì mình sợ ở tù. Dạ thì nó cũng sợ đi quá giới hạn á. Sợ đi quá giới hạn á. Rồi đôi khi kiềm chế không được á, đúng không? Dạ, dạ. Rồi, đúng đó. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Rồi nói chung cái giai đoạn đó cũng thất nghiệp rồi xong rồi xuống Sài Gòn làm rồi về Đà Lạt mở một cái thương hiệu riêng cho mình rồi bây giờ mình cũng cứ dây dưa tới giờ. Tức là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không Phan? Vài năm gần đây thì em cũng có quen nhiều lắm.
nhưng mà không có rung động được. Rồi bây giờ mình hãy nghe tình trường của cô gái nè. Em cũng chỉ trải qua mới có hai mối tình thôi. Một mối tình là lớp 10 và một mối tình là ở năm 2 đại học. Nếu mà tính ra là em không yêu đương thì cũng khoảng 8 năm nay rồi. Sao vậy? Em nghĩ thứ nhất là do môi trường làm việc. Thì em làm ở trong môi trường giáo dục thì chị cũng hiểu. Còn là con nít với lại phụ huynh không à? Dạ đúng rồi, đồng nghiệp thì cũng là nữ không thôi. Tiếp theo nữa thì em nghĩ là em cũng hơi kén. Vậy rồi bây giờ nếu như mà em quen một bạn trai mới thì cái tiêu chí nào để em chọn cái người đó? Bạn nam thì cao 1m68 trở lên. Rồi để chị qua chị coi, em cứ nói đi. Nhìn cũng ổn. Ổn, dạ, rất ổn. Chào nghệ sĩ, rất ổn. Không, em không có cao đâu, em mà không, nhưng mà nó cân đối chứ nó không có bị chỗ nào mất cân đối hết á. Rồi gì nữa? Con trai thì em nghĩ cũng công việc phải ổn định đúng không? Dạ đúng rồi. Một người nghệ sĩ thì sao ta, như bạn này nói thì bạn cũng hơi kém trong cái việc là sắp xếp. Làm việc thì nó hơi cảm tính chút xíu. Nên khi mà mình có được một cái người phụ nữ ở kế bên sắp xếp thay mình thì mọi việc nó sẽ ok thôi. Dạ. Nói gì nữa? Điều gì em không thích ở đàn ông? Con trai mà tính toán đó chị. Hoặc là gia chủ. Gia chủ. Không quan tâm đến người con gái mình yêu thương. Lịch sử tình trường của em thì quen hai mối tình thì cũng quen được chưa tới nửa năm là chia tay rồi. Cho nên đó giờ em cũng chưa biết ít sâu đậm là gì. Bên đây người ta là ngây thơ lắm. Mối tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi. Nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không có kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ. Nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Quan trọng là mình muốn có gia đình chưa. Nếu mình muốn có gia đình thì mình bớt cái tính nghệ sĩ lại. Dạ em cũng bớt rồi chứ. Vẽ với thiết kế ngoài là chuyện riêng của em. Nãy giờ anh Thăng nghe bên đó nói ra những cái tiêu chí, anh Thăng thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc được 75-80%. Rồi vậy thì bây giờ tiêu chí của anh Thăng là gì? Tiêu chí của em là xinh, thích nghe nhạc ngoại. Ta dạy tiếng Anh chắc là dạ, thích nghe nhạc ngoại. Thích giao hưởng. Thích em chơi thể thao gì đó. Thích bia nữa. Bên kia thấy hơi ốm, không biết có chơi thể thao không? Có chơi thể thao không em? Dạ không. Kệ, về ảnh tập cho chơi. Biết uống bia không? Dạ, em uống được nhưng mà kiểu em cũng... một trong những cái lý do mà em ế nữa là em cũng ít đi chơi á chị. Thường thường là em sẽ không chọn nhậu nhẹt. Em kiểu nhẹ nhàng thôi, em đi cà phê cuối tuần rồi ngồi ngắm nhìn đường phố, đọc sách thôi. Hoặc là kiểu đi cà phê rooftop, kiểu vậy á chị. Ôi, cô giáo xinh đẹp đó, dễ thương rất là xinh luôn đó. Em nhỏ ở bên kia là hơn con giáp luôn đó. Thảo thấy có cái gì trở ngại? Tại vì đó giờ em ít quen cho nên là em cũng chưa mường tượng ra được, không biết là có khác biệt quá về tuổi tác thì khác biệt thế hệ không. Anh kia thật ra là nhìn ảnh rất là trẻ, không đến mức không ai biết là lớn hơn em 13 tuổi đâu. Tính nghệ hơi nghệ sĩ bây giờ em biết rồi đó. Rồi kết hôn thì em sẽ về Đà Lạt sống. Nếu mà em phải di chuyển theo bạn nam thì bạn nam phải ổn định. Tại vì em phải bỏ hết sự nghiệp ở đây rồi. Em đi lên trên đó thì cũng sẽ hơi bấp bênh. Dạ. Đúng rồi, cái đó hợp đúng lý. Thôi. Bạn này nói chuyện đúng, hợp đúng. Lý nè. Rất hợp lý. Đó, tôi hỏi bên đó, bên đây để bên kia nghe rõ ha. Nghe rõ. Em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái ruột của em. Dạ, con chào chú Linh Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Cái anh này thấy được không? Có hợp với chị mình không? Dạ, ngoại hình được ạ. Em thấy anh cũng khá là hiền, nói chuyện thì cũng theo hướng nghệ sĩ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện đi ha. Nãy giờ mình chỉ nói qua cái hàng rào này, mình cảm nhận về nhau thôi. Bắt đầu. Mở rào. Chào em. Bắt đầu đi Thăng. Dạ. Anh tặng em. À, dạ em cảm ơn anh. Dạ. Cái này anh làm và tặng em ăn cho vui. Cái gì dạ. Của anh lại vậy? À dạ em cũng có món quà để tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ vâng. Dạ. Em có gì hỏi anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không?
đi về Đà Lạt gì đó thì kiểu em chưa có suy nghĩ tới. Tại vì thật sự thì con gái thì em nghĩ cái quyết định mình đi đâu hay ở lại đâu thì cũng tùy thuộc vào cái đối tượng trong tương lai của mình nữa. Không thể hỏi được như vậy, ta không thể trả lời được. Còn mình hỏi ngay bây giờ ta cũng không biết có về hay không. Bây giờ em cảm nhận đi, em cảm nhận Thảo thế nào? Em thấy người con gái này sao nè? Thảo hiền và dịu dàng và xinh đẹp. Là anh nghĩ em cũng thích tiếng Anh nữa, anh cũng hay hát tiếng Anh lắm. Anh sẽ tặng em vào trường quay một bài em mới nghĩ từ sáng nay. MCV in the morning, up from Ho Chi Minh. Everything that I got is just what I got on. When the sun is high, Dallas sky, I'll be Bucky the County Fair. Baby, look the door and turn the light down low. And put some music on that soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I'll be thinking about this all day long. Never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turned me on just to be your man. Và bây giờ mình nói tới vấn đề hẹn hò đi. Bây giờ anh ở Đà Lạt, còn bạn này thì ở Sài Gòn. Thế thì anh tính lịch trình hẹn hò như thế nào? Anh thì đi làm giờ hành chính. Buổi tối thì anh rảnh, rồi anh rảnh quá nên anh đi uống bia. Rồi sáng thì anh dậy đá banh. Anh, em nói là anh tính lịch trình hẹn hò á. Thì đó là giai đoạn của em. Giai đoạn em còn độc thân, còn bây giờ nếu mà em có bạn gái thì tối anh sẽ chở em đi chơi, em đi nghe nhạc, đi bixi. Đi chơi bằng đường nào? Đi vòng vòng Đà Lạt. Người ta ở Sài Gòn. Em xin lỗi, Sài Gòn thì có thiệt. Không, đi xuống chơi thôi mà. Em không biết chơi gì ở đây hết. Nhưng người yêu mình đang ở Sài Gòn thì sao? Dạ vậy mới nói. Qua nhà tôi chơi, tôi chơi nhà tôi 115 mét vuông rộng đó. Dạ thôi. Nếu mà hai người quen nhau thì ok, thì tại vì em làm giáo viên thì đôi khi em cũng được nghỉ hè hoặc là nghỉ đông thì em cũng về nhà. Thì về nhà thì chắc là gần anh rồi hả anh hả? Nói dễ quá. Hết hồn. Em thích anh, em yêu em yêu anh hay là em yêu Đà Lạt á, thì em muốn ở với anh á, thì anh lúc nào cũng sẵn sàng cưới hết á. Dự định thì anh sẽ mở làm một cái đám cưới nhỏ ở Thủy Tạ thôi. Đám cưới nhỏ nhỏ thôi hả? Sao không làm đám cưới lớn lớn? Mẹ không thích mời nhiều. Mẹ không thích mời nhiều. Dự định bao lâu mình có con? Khi nào cảm thấy khỏe khoắn rồi em muốn sinh thì em sinh thôi. Ừ, câu này hay nha. Anh thấy bạn gái nãy giờ ngồi cũng thật sự là cũng không biết chia sẻ thế nào về câu chuyện ngày hôm nay. Mình yêu một ai đó mình nên quyết liệt chút xíu, đúng không Thăng? Thì em nó cũng đã trai nhiều quá rồi. Ừ. Có mà... thể là do anh Thăng lâu quá rồi anh không có một cái tình cảm. Đúng. Nếu bây giờ em hợp với cô gái này, hai người yêu nhau về Đà Lạt sống, cô này sẽ làm gì? Thì chắc cũng phải đi dạy. Ừ, rồi em có lo được cái chỗ dạy cho cô này không? Em nghĩ là cái trong mối quan hệ của em thì em cũng có thể nhờ vả được. Bây giờ thí dụ như chưa có đi dạy được thì em có thể đủ lo cho vợ cho con ở Đà Lạt được không? Nói chung cũng không có dư giả nhiều lắm nhưng cũng đáp ứng được những cái nhu cầu tối thiểu và cũng không đến nỗi thiếu thốn. À, em có thể tiến tới nắm tay nói chuyện với Thảo chút xíu. Thảo đứng lên nào. Em nắm tay Thảo đi. Anh có thể không? Có thể, nắm tay đi nào. Đây. Hai người đứng kế với nhau. Rồi. Em không biết nói gì. Em xinh và... Em nhìn thẳng Thảo mà nói đi. Em xinh lắm. Anh cũng không biết thuyết phục hay là... Tại vì nãy giờ anh cũng nói rồi. Nó là như... Em không biết em hiểu hết những gì anh nói chưa. Nhìn đâu trời. Dạ. Thôi cho anh cầm một tay. Đó là những lời anh muốn nói là anh muốn... Tại vì... Chắc em hiểu anh là anh muốn đưa em về Đà Lạt ở với anh và cùng làm việc ở trên đó. Sài Gòn thì anh chịu thua rồi. Em đồng cảm. Rồi. Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Có một lá thư ở trong đây. Dạ. Anh đọc cho em nghe luôn nha. Dạ. Chào anh, chàng trai được ghép đôi cùng em,
gặp nhau tại chương trình này cũng là một cái duyên. Cho dù có thành công hay không thành thì mình vẫn là bạn anh nhé. Đó là lời chia sẻ của Thảo ở món quà tặng em. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ. Thảo không bấm. Em xin lỗi anh vì em không bấm. Tại vì thật ra là hai người cũng đã rất là lâu rồi không ở trong một mối quan hệ. Nhưng mà anh lại chứng tỏ cho em thấy là giống Trang như là anh không có muốn theo đuổi em lắm. Không sao. Nếu anh là Thảo, anh cũng không bấm. Đúng rồi. Nếu tôi là Thảo, tôi cũng không bấm. Đẹp như thế này mà nhìn cũng không nhìn ngại hả? Dạ không, em cũng không rung động lắm. Sorry. Chúc mọi người sẽ sớm tìm được một cái điều may mắn trong cuộc sống dành cho riêng mình. Rất tiếc chúng ta không thể làm được điều mà chúng tôi mong muốn. Dạ. Rồi, mời em. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn em. Hy vọng là hai bạn sau khi bước xuống sân khấu thì chúng ta sẽ tìm được một cái mảnh ghép ở đâu đó trong cái cuộc sống này. Và vẫn cầu mong là hai bạn sẽ có được cái niềm vui và niềm hạnh phúc riêng của bản thân mình. Dạ, về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ. Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi, đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, chắc là thù dai. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và... không quên được, không quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dài nó mệt lắm. Mời nhà trai. Rồi, chào bạn, ngồi đi bạn. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào bạn nữ bên kia, tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đăng Nam, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai. Em làm giáo viên tiểu học thì... Tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ. Năm nay em 23 tuổi ạ. Trước đây thì em đi sang Nhật 3 năm. Và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán. Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á, để mình làm một cái ngành gì đó thiên về tiếng Nhật. Tới dạ. Tới Nhật đi phiên dịch chẳng hạn, ví dụ. Dạ, đúng không? Dạ. Bây giờ em đang ở đâu? Giờ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Dạ quận 12. Quê của em ở đâu ta? Dạ ở Đồng Tháp ạ. Em trai là em ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai. Đồng Nai là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không, em huyện Nhân Trạch. Ôi, sắp tới là có cầu rồi, khỏe rồi. Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em là người biết lắng nghe, khá là tâm lý. Ngoài ra em biết làm việc nhà, em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ, vì đó đặc thù nghề nghiệp của em. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm, như là em rất là thích ngủ. Em có thể ngủ cả ngày, ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều có thể ngủ được. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút, ngày mai không có làm gì, có thể nhiều lúc em lười quá em mệt, em không có tắm luôn. Ngoài ra cũng nhiều lắm, em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều, nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra. Mời đàn gái. Còn em? Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ. Cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát, dễ thích nghi, giống như là ví dụ như bây giờ mình đang bình thường vậy nè, chiều mình trúng số thôi là mình thích nghi được hết. Thích nghi dạ. Được liền. Dạ. Rồi nhược điểm của em là có lẽ là khó gần. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần. Và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai rồi đó, là lâu lâu có lúc siêng, có lúc lười. Rồi có thèm ngủ giống như bạn không? Khi mà em làm ở bên Nhật á, thời gian của em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng. Tại vì em làm đêm quá nhiều á, cho nên là em phải ngủ lại bù lại. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, chắc là thù dai. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được. Không quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai nó mệt lắm. Anh trai, đời tình duyên em thế nào? Thực chất thì em có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây vài năm trước. Mối tình đó mấy năm? Dạ hơn một năm anh ạ. Hơn năm rồi, mối tình sau là mấy năm? Dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi. Như vậy thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn em thì có mấy mối tình rồi? Dòng đời cũng đưa đẩy, em ế tới giờ. Ế tới giờ là dạ, sao? Dạ tại vì em khó tính á.
Vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào? Dạ vợ. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào. Dạ, cái gu của em là cái người mà có cái mặt á, hơi baby cute. Nói chung là con trai mà phải trắng chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích. Rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu? Cao hơn em là được. Tại vì em cũng cao, bao nhiêu? Em cao có 1m51. Rồi, bạn kia cao hơn chắc luôn. 1m55 là được rồi. Ngon, đây 56 luôn. Bạn gái anh chào anh. Dễ thương quá. Dạ, về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ, em khùng giống bạn này cũng lầy đó, cái kiểu lầy á. Tức là thù dai á em. Lầy lầy khùng khùng chút á. Em tưởng thù dai nữa thì thôi. Nhưng mà lầy thì ngay thì cũng phải biết điểm dừng á, chứ đừng ngay quá. Rồi. Dạ. Vậy ha. Dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Hút thuốc à, bạn bên nó có hút thuốc không? Em hút thuốc là hồi cấp 3 em có hút thuốc. Nhưng mà em bỏ mới được nửa năm thôi. Rồi bỏ rồi đúng không? Còn gì nữa không? Gia trưởng. Có gia trưởng không trai? Dạ có một chút thôi. Em thích cái dáng kiểu người mà như là văn minh lịch sự á. Ủa giờ đàn ông không có văn minh lịch sự hả? Ít lắm. Tại vì em ở dưới quê nên là cũng có một số người nói. Ủa em giờ dưới quê người ta cũng lịch sự văn minh lắm. Ở quê là ở đâu? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ huyện nào? Dạ Tam Nông. Trời, Tam Nông hả? Ngay Tràm Chim rồi đó hả? Dạ đúng rồi đúng rồi. À rồi, yêu cầu đàn gái là vậy đó. Giờ em muốn người yêu của em thế nào em thông báo cho chị Vân biết coi. Thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết. Cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi. Nếu gặp em thích thì em sẽ thích. Vậy thì cũng được, có nghĩa là em không cần thiết là phải cao bao nhiêu, mắt phải to, mũi phải cao hay này kia nọ đúng không? Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi, đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Chính ra vậy thì khó đó. Bởi vì những người ta ra điều kiện á đôi khi nó dễ, còn cái người mà thôi mình nhìn được là được. Nhìn được là được mà biết chừng nào mới là được. Thôi bây giờ á là cứ để cho các bạn gặp nhau xem cảm xúc tới đâu đúng không? Em đi với ai vậy em trai? Dạ ở đây thì em có đi với anh chị với cả em và một số anh chị trong trường. Rồi xin mời đại diện đàn trai. Em xin được chào hai MC của chương trình, quý gia đình bên cô gái cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay. Hiện tại em là giáo viên đồng nghiệp chung với em Nam ở trong trường. Lần đầu tiên Nam về trường thì qua nhận xét của em thì em thấy Nam là một người hiền lành, ít nói. Thì lần đầu tiên ấn tượng của em về cô gái là hiền lành, cũng có khiếu hài hước. Đây cũng thể là một người con gái biết quan tâm đến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Anh gái gì ai vậy? Em đi với em đi với ba mẹ và một người bạn thân ạ. Xin lời nói đầu tiên thì con xin được phép gửi lời chào đến MC Quyền Linh và MC Hồng Dân. Qua những lời nãy giờ của cháu bên đây trình bày, theo cái quan sát riêng thấy cháu thì cũng được, gương mặt thì cũng sáng sủa, thích cũng rất thích bên cái ngành giáo viên. Và cũng xin được nói thêm với bên em trai bên đây, nãy giờ cái tính cách của cháu thì cháu cũng đã trình bày, thì cái tính nó cũng hơi khó, hơi kỹ tính. Hai đứa mà có thí dụ sự hài hòa với nhau, gặp gỡ nhau trong buổi trường quay hôm nay, hãy cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thằng trai. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi hai trẻ sẽ quyết định. Mở rào. Đã, chào em. Thì tại đây anh có món quà thì tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng gửi lên món quà. Anh cảm ơn. Ngồi. Em mở quà đi. Dạ. Cái bình nước. Ở đây thì anh tặng cho em một cái bình nước. Bình nước này có màu xanh. Màu xanh nghĩa hy vọng. Thì anh hy vọng này là bình nước này sẽ đồng quanh với em thật lâu. Cũng như mỗi lần em uống nước thì em sẽ đều như thế này. Rồi, chúng ta cảm nhận lần gặp mặt đầu tiên như thế nào? Thì cũng đúng gu em, cũng baby, cũng cute. Thực sự mà nói mà ai mà nói anh baby cute thì anh cũng không thích lắm. Vì nếu cách 5-7 năm thì được. Nhưng mà đối với cảm nhận của em là em thấy anh cute. Rồi, có nhiều lời khen, anh cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Thì anh nhìn thấy em cũng rất là dễ thương. Lúc này thì em có bảo là em không còn thích con trai hút thuốc. Yeah. Thì anh cũng nói thật luôn. Thì anh có hút thuốc là hồi cấp 3 anh cũng có đố đòi anh có hút thuốc. Thì anh mới bỏ được hơn nửa năm gần đây thôi. Nhưng mà anh biết rằng nếu mà thực sự muốn bỏ thuốc thì ít nhất phải cai được hoàn toàn trong khoảng hơn 2 năm trở lên.
Thế lỡ như sau này một ngày nào đó rồi anh có hút thuốc lại thì em sẽ như thế nào? Thì em sẽ tìm cách cho anh đừng hút thuốc lá nữa. Rồi, vậy sẽ cố gắng. Nhìn này, anh em có thể giống như là mẫu hình tưởng lý tưởng của em không? À, về em nói về ngoại hình trước nha. Thì ngoại hình thì em nói là giống như ru của em. À, về tính cách thì hiện tại mình chưa nói chuyện nhiều á, cho nên em chưa hiểu rõ về anh. Dạ, anh cho em hỏi nha. Lúc này anh bảo là anh ở Đồng Nai á, nhưng sao em nghe giọng anh giống giọng người miền Bắc á? À, thực ra anh là quê gốc của anh Hà Tĩnh, nhưng mà từ nhỏ giờ anh sống ở Đắk Lắk. Dạ, thì không biết cảm xúc của anh lần đầu tiên gặp em như thế nào? À, thì trước khi gặp em á, thì khi em lên đây thì anh cũng rất là hồi hộp rồi. Mà gặp em đúng là nó còn hồi hộp hơn. Hiện tại là anh đang cố giữ bình tĩnh á. Quan niệm của anh về hai từ yêu xa nó như thế nào? Yêu xa hả? Thực ra anh cũng rất là yêu xa. Nhưng mà quan niệm của yêu xa đối với anh là biết tin tưởng nhau. Cái đó cả kiên quyết. Cái thứ hai là biết chia sẻ. Và đối với anh trong tình yêu sự chủ động á, là đa phần phải đợi từ người con trai trước. Cho nên là chuyện yêu xa thì anh sẽ cố gắng khắc phục triệt để. Nếu như xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt luôn thì hai bạn ai sẽ là người xuống nước trước? À, nếu thực sự mà anh với em có một cuộc cãi vã gay gắt thì đối với con trai giống như nhà anh cũng vậy thôi. Bố anh cái gì cũng nhường cho mẹ anh hết á. Thì anh cũng giống như bố anh, thì anh sẽ cố gắng hết sức để nhường nhìn em. Thì tại vì tính em cũng cái kiểu hơi khó, cho nên là thường nếu em sai thì em sẽ nhận sai. Còn nếu mà em đã cảm thấy mình đúng rồi thì em sẽ cãi cho tới cùng. Thế anh hỏi này, chẳng hạn như bây giờ nhá, ví dụ anh với em cãi nhau, rồi em trong lúc cãi em chợt nhận ra ồ mình sai mất rồi, thế lúc đó em có cãi nữa hay không? Không, tới lúc đó khi em đã nói rồi, khi em nhận ra em sai thì em không cãi nữa. Và em chấp nhận. Rồi. Em thì đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, còn anh thì ở dưới Đồng Nai. Thì ví dụ như mà mình tiến tới với nhau thì cái cách mà mình hẹn hò thì nó sẽ như thế nào? Hàng tuần á, thì công việc của anh á là từ thứ hai đến sáu, thứ bảy có thỉnh thoảng nữa thì anh có làm trên trường. Thì nếu anh sắp xếp được như chẳng hạn như buổi tối hay là thứ bảy cuối tuần, nếu em rảnh thì anh sẽ lên chỗ em chơi. Thôi cặp này trẻ trung quá, giao lưu bằng văn nghệ đi, văn hóa văn nghệ đi, người 25 người 23 đi. Em có biết hát tiếng Nhật không? Dạ biết. Biết thì đâu đâu em hát, em biểu diễn cho mọi người nghe bài cho bạn này hết hồn đi. Em làm thì mọi người làm theo em nha, tại vì cái bài đó cũng dễ thương á. Thì đó, bây giờ có đối tượng kế bên kìa, làm theo làm đi. Hai người cả trường quay làm thì nó sẽ vui hơn. Đó, cả trường quay làm với mọi em người đi. Hỗ trợ rồi em đó nhé. Chị ngồi đây chị làm luôn nè. Xiêu wa senara teo tatako. Xiêu wa senara teo tatako. Xiêu wa senara taedo de shimeso yo. Hora minna de teo tatako. Xiêu wa senara asinara so. Xiêu wa senara asinara so. Xiêu wa senara taedo de shimeso yo. Hora minna de asinara so. Dạ rồi em xin hết ạ. Nội dung nó là gì vậy? Cái chữ xe qua xe có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thì tay cũng hạnh phúc, chân cũng hạnh phúc. Nói chung là cái bài này nó còn rất là nhiều bộ phận trên cơ thể nữa. Nói như nếu người ta hạnh phúc thì tất cả mọi dạ, cơ quan cơ thể dạ. Ta đều hạnh phúc cả dạ. Rồi hết thời gian. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. 3, 2, 1 hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Dạ. Em thấy chàng trai còn thiếu cái điều gì? Về bên bạn trai thì em nghĩ là gọi là hoàn toàn phù hợp với những cái tiêu chí mà em đưa ra. Nhưng mà tại vấn đề là ở em là em chưa chuẩn bị đúng tâm lý để mà em yêu xa. Dạ, không sao. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Có vũ phu không? Dạ không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Và người mẫu mà. Dạ. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi.
Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do, với quán gốc của em ở Đà Nẵng. À, điểm mạnh điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình, vì em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học, do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau, nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được một năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết, lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn. Ảnh cũng quan tâm, ảnh cũng chăm sóc em, nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng. Quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phu. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, em cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Em nói một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. Hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ có ạ. Em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Vietnam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Gồm phai khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Phai, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Trời ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ còn, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen? Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. Đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi.
Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba mẹ ở quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở, mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi, rồi mình thể hiện tất cả những tài năng của mình cho nhau nghe để chinh phục đối phương nhé. À, hôm nay đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được có món quà anh. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy run quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà nhưng mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Tháng nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai? Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ chồng Hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là ta sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa
vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến tỉnh Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Em xin hết ạ. Trong một cái tiếng tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái. À, hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nắm tay Phượng nha. À, tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. À, chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình. Ôi, tình như tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha, xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là Trọng Hữu, hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình ở bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, các bạn đi đường này nè. Đi đi, chị Lan cầm đồ cho. À, chúng ta lẹ lẹ tới với cặp đôi thứ hai đi. Đang vui, đang hứng á. Đang vui đúng không? Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Con đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ không nợ thôi, chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Em đã làm được cái gì cho vợ em? Chưa làm được gì. À, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh không biết nè. Anh có đang chưa có nghĩ tới. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em tên Vũ, em ở Rạch Giá. Em là cái gì Vũ? Quốc Vũ, Bùi Vũ. Bùi Quốc Vũ. Dạ. Ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Em làm gì Vũ? Nhà em có công ty riêng, em phụ giúp gia đình. Công ty riêng rồi làm về cái gì Vũ? Phân phối sản phẩm tả em bé, tả hát ghi. Tả em bé đó hả? Dạ đúng rồi. Mình sinh năm mấy? Em sinh năm 86. 86. Rồi, chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em là Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kế toán. Em sinh sống và làm việc ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh và huyện nào vậy em? Dạ, ở thành phố Trà Vinh anh. Thành phố Trà Vinh luôn. Dạ. Trà Vinh đi Kiên Giang thì cũng không xa lắm nha. Dạ.
Mình đi qua Cần Thơ tới ngã ba Lộ Tẻ quẹo xuống thôi ha. Rồi bây giờ đường cao tốc đi cũng dễ rồi. Em nói cho bên nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của em đi Vũ. Ưu điểm là em kiên trì, siêng năng chịu khó. Kiên trì, siêng năng chịu khó hả? Em làm cho gia đình em, nhưng mà em làm nhiệm vụ gì Vũ? Tất cả là kế toán, mà giao hàng, làm đủ thứ hết. Ông kế toán luôn hả? Dạ đúng rồi. Ờ giỏi vậy trời. Là biết thôi chứ cô không phải làm. Trong công việc là biết hết. À coi như coi quản lý chung gia đình ha. Khuyết điểm là gì? Ngại trước đám đông, rồi sợ gái. Sợ gái. Sợ gái à? Rồi mời nhà gái đó, bên đây đang sợ gái đó. Mình có ưu điểm gì nè? À, dạ ưu điểm của em là vui vẻ, cẩn thận, tận tâm với công việc. Sống thì yêu thương, quan tâm, chăm sóc, biết lắng nghe. Ừ, rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi thiếu tự tin. Với có khi cũng sống hơi bi quan chút. Ờ. Với những cái vấn đề mới thì em cũng cần thời gian, nhiều thời gian để mà tiếp cận chị. Không sao, biết đâu là sau chương trình này thì em sẽ có một người ở bên cạnh động viên em, để em có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Dạ, cảm ơn chị. Đường tình duyên em sao? Trên 3 người. Trên 3 người, dưới mấy người? Không có dưới à. Cái mối tình đầu tiên là em quen được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Mối tình thứ hai? 2 năm. 2 năm. Mối tình thứ ba? Năm mấy, năm rưỡi. Là coi như 7 năm mấy yêu đương đó ha. Em là quen không đúng không? Yêu nhau sâu sắc không? Dạ cũng sâu. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Con lớn hay nhỏ? 4 tuổi, gái. À vậy là sâu sắc rồi. Nhưng mà có cãi nhau gì lớn không? Tại sao chia tay? Dạ không. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ là không nợ đó chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Lạ lùng vậy ta, tôi phải qua tôi gặp cái anh chàng không này tin coi. Là ừ, phải có phải vấn có đề gì đó chứ, nó mới chia tay chứ. Không có cách nào mà tự nhiên không có nợ được tự nhiên hai người chia tay chứ. Chào thì em. Là em nghĩ tay. Thật ra Vũ biết không, không phải là tụi anh soi cho ra vấn đề đó đâu. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là chúng ta phải biết được chúng ta có lỗi gì trong cái chuyện là, một là cuộc tình, hai là cái chuyện gia đình đó. Hay là Vũ ngại chia sẻ cái việc này với mọi người? Nó cũng khó lắm. Vậy tại sao các bạn đến được với nhau? Thì có duyên. Thế rồi sau cái buổi ngày hôm nay, nếu như hai bạn bấm nút là bởi vì hai bạn cảm thấy là, bạn cảm thấy là bạn có duyên với cô gái này, xong cái ngày mai các bạn không tiếp tục với cô gái này, các bạn cho là không có nợ. Cái duyên cái nợ nó đâu phải dễ đến và dễ đi như vậy được. Thì bây giờ cái mong muốn em có một cái người bạn gái sắp tới, nó là cái hình mẫu như thế nào? Chuyện hiểu đẹp, đẹp là được rồi. Đẹp là được rồi hả? Đúng. Bên đó thì xinh lắm, cô gái bên đó rất xinh và trong trẻo. Em có mong muốn cái người phụ nữ đó có tính cách như thế nào không? Mạnh mẽ chút. Rồi, gì nữa? Sạch sẽ chút. Sạch sẽ, thơm. Thơm tho, đúng không? Có cái điều gì Vũ không thích ở phụ nữ không? Không. Không có hả? Đúng rồi. Tại sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Hợp với mình là được. Ok. Để coi coi sạch sẽ ha. Dạ em chào anh. Rồi xin chào em gái. Dạ. Dễ thương, rất là xinh ha. Ủa em gái làm kế toán hả? Dạ. Ở Trà Vinh luôn? Dạ. Quê nhà mình ở đó luôn? Dạ. Mình đang sống với ai đó? Dạ em sống với ba mẹ. Em bao nhiêu mối tình rồi? À, em có một mối tình lúc em đi làm. Rồi khoảng 2 năm thì bạn đó cũng đi làm một nơi khác đó, như xa mặt cách lòng rồi tụi em cũng nhạt dần nên chia đó tay. Đó cũng là một cái lý do để chia tay nhau. Đúng rồi ha, xa mặt cách lòng. Và bây giờ thì cái mối tình này nếu mà có gắn với nhau thì nó xa không vậy em? Trà Vinh với lại Kiên Giang đó. Em nghĩ khoảng cách cũng không có đến nỗi xa lắm. Đó được, vậy là vậy được rồi ha. Rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn bạn có việc làm ổn định, cũng có cầu tiến trong sự nghiệp, yêu thương gia đình, chung thủy. Hoàn cảnh bên đây là có một em bé rồi đó, em có chấp nhận cái hoàn cảnh này không? Có ngại không? Để em tìm hiểu rồi từ từ em sẽ suy nghĩ lại. Tức là vấn đề con cái là em không ngại ha. Rồi bây giờ thì hỏi người thân thôi. Hỏi người thân thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Em là bạn thân của Quang. Thì hôm nay đến chương trình cũng muốn ông tìm hiểu được một người tâm đầu ý hợp để làm bạn trên con đường đời phía sau này. Em thấy bạn trai bên này thứ nhất có là về khoảng cách địa lý thì cũng hơi xa đó. Thứ hai nữa là bạn cũng cảm thấy là những chia sẻ của bạn có phần hơi hời hợt. Em chỉ góp ý vậy thôi, còn phần quyết định sẽ do Quang. Rồi, cảm ơn em. À, Vũ đi với ai?
Em gái của em. Em gái hả? Rồi, chào em gái dễ thương. Vâng, chào chú Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào chị. Chào em. Dạ, anh hai con thì thật sự là khá ngại đám đông. Em nói với anh hai là chị thật sự là dễ thương, đúng với mẫu của anh hai luôn á. Hiền lành dạ, thật sự. Em gái có thích không? Dạ thích. À, thích người dạ. Chị vậy đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì cảm ơn có em. Duyên hay không nha, tùy vũ thôi. Bây tùy giờ thì duyên nợ nằm ngay chỗ này. 2, 3 mở rào. Chuyện còn lại là của Vũ đó. Vũ bắt đầu đi. Anh ơi. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có quà tặng anh. Dạ. Vũ nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Dạ em đang không biết nói gì. Trời ơi. Mình tập nói đi. Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em cũng không tặng hoa bây giờ. À, rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng. Em đưa vậy thôi đó hả? Đúng rồi. Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Nó nằm chỗ đó đó. Rồi ngồi rồi, đi. Rồi hai bạn ngồi đi. Đây chị hỗ trợ cho. Dạ. Dạ. Em chào anh. Em nhiêu tuổi rồi nãy anh chưa nghe rõ. Dạ em 35 tuổi. Hồi 35 nhìn không ra luôn á. Tôi nghĩ 25 không đó. Dạ em cảm ơn anh. Có mấy người theo đuổi rồi? Dạ em cũng có tìm hiểu một số người. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau anh. Cho nên là không có tiến xa được. Khác nhau thì sao? Có thể là khác về sở thích. Hoặc là khác về quan điểm sống. À, công việc của anh có vất vả lắm không? Không em, anh làm ngày 2-3 tiếng à. À vậy là có người hỗ trợ hay là... Đúng rồi. Dạ. À, thu nhập của anh có ổn định không anh? Anh cũng biết mà, tại thường thường anh làm thì nhiều thì cứ quay vòng vốn thôi cho anh không có thu nhập sao. Doanh số cao thì hưởng nhiều, doanh số thấp thì bắn rớt thì doanh tiền ít thôi. À, thời gian rảnh thì anh thường làm cái gì? Đọc sách, tập thể dục. À, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh cũng biết thôi em, anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá. Anh cố gắng để xem em nói gì nhưng mà thật ra nó kiểu cũng được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết quan điểm là sao. Nói vậy em không quan điểm, chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À thích nhau là yêu thôi hả? Dạ. Ờ à, tội nghiệp này quá ta. Hồi đó giờ em yêu 3 mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em có nói gì vợ em yêu anh, yêu em hả? Anh thích em này kia không? Em ít nói lắm, em không nói. Không có nói luôn. Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2 em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà dạ không, ít lắm. Em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ thật sự là toàn quyền quyết định của anh hai em. Tại vì anh hai em quen ai hay là cưới hay sao thì thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em, 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết. Em thấy như sao? Dạ, thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em, anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Bản tính em nó trầm tính lắm, em không làm được. Có lẽ anh hai ít có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu. Theo anh nè, gọi điện cho anh thường xuyên. Dạ. Anh sẽ có cách để trao đổi với em. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Thì sao để người ta thương mình được?
em cũng không biết tự người ta thương em mà em thương lại đây, hoặc là em thương ta thương lại đây, em không chứng minh được. Ủa người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết ta thương em thương người ta chứ, nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu. Đúng không? Thật ra Vũ rất là hiền, Vũ không phải con người xấu đâu. Vậy giờ tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn tham gia chương trình? Bạn không biết. Bạn không biết. Kiếm vợ. Bạn kiếm vợ. Vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ? Khó, câu này khó. Để tôi trả lời. Thật ra là bạn không nói được, thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm. Hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn. Thật ra bạn rất muốn nói là yêu, nói dĩ nhiên là không có yêu được liền trong cái lúc này đâu. Nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi, bạn có sự nhiệt thành. Đúng rồi, Ngọc Lan hiểu ý. Nhưng mà tại tính từ nhỏ lớn là gì, nó khó quá. Mình không biết nói làm sao nữa. Không biết nói làm sao. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Bạn phải làm cách nào để bạn, nếu mà bạn hiện tại nè, nếu mà bạn đang thích cô gái này, rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi. Nhưng đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút. Tại vì chúng tôi không bấm nút dùm cho bạn được. Sao anh giờ thấy em thấy quen dữ lắm đó. Đó, đó vậy đó, cứ tới luôn đi, tới đi. Không quen rồi sao nữa. Không biết quen ở đâu, gặp ở đâu thì anh không biết. Rất là quen. Có thể là em giống người quen nào của anh. Tại vì ở Kiên Giang thì em đúng cũng em ít Trà Vinh, dạ, em đúng cũng rồi. Ít đi lên trên đó lắm ạ. Dạ. Hẹn người ta đi chưa chơi. Chưa bấm nút mà sao hẹn. Tưởng tượng ra một cái hình bây ảnh giờ, sẽ hẹn hò. Bây giờ anh hỏi em nha. Dạ. Em thấy cái người đối diện đó em có thích không? Có hợp với ý em không? Dạ. Hợp. Sạch sẽ, vậy cũng sạch. À. Có cái mắt kiếm đó. Em tặng mấy đậu rồi. Dạ em 3 độ. 3 độ. Thí dụ giờ mà em thích bạn gái đó, bạn gái Trà Vinh, dạ, bạn ấy nói giờ em ở đây kẹt rồi, em không đi Kiên Giang được, em có xuống Trà Vinh thăm bạn gái không? Dạ thì xuống chứ anh. Xuống không? Đó là phải xuống rồi, là chạy xuống. À phải xuống ha. Dạ. Rồi bây giờ nè, từ từ. Ví dụ như ngày hôm nay bấm nút hẹn hò, thì cái lịch mà bạn hẹn hò với cô gái này á, nó như thế nào? Tuần bạn đi Trà Vinh thăm cô gái này bao nhiêu lần? Hẹn hò ra sao? Chắc phải nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Lý do tại sao lâu vậy? Công việc nữa chứ không phải. Bạn nói với tôi nãy là một ngày bạn chỉ làm có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, nhưng mà ngày nào cũng phải làm chứ không có. 2-3 tiếng đồng hồ bạn làm xong rồi bạn đi qua bên đây bạn thăm người ta. Không được. Không được luôn. Nửa tháng mới gặp nhau 1 lần thì em thấy có phù hợp với em không? Dạ nửa tháng cũng được chị. Rồi. Bây giờ nè em gái. Qua được chuyện rồi đó. Giờ là em gái. Thật ra anh Vũ này dễ thương lắm, bởi cái bản tính vậy thôi. Chứ thật ra anh là người tốt đó. Vấn đề là em có thể thay đổi anh được hay không thôi. Nếu em thấy đây là người có thể thay đổi được, thích nghi với mình theo thời gian được, thì mình cho anh cái cơ hội. Vậy thôi, quan trọng là em thôi. Em có bấm nút không? Dạ bấm. Em có thích cô này không? Cảm giác thấy gần gũi. Gần gũi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quan trọng là em thôi. Hết thời gian. Đúng. Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, chuyện gì đã có rồi đó. Em cảm nhận là em chưa được hiểu anh này lắm. Đúng rồi. Anh chia sẻ ít quá. Đúng rồi. Khó hiểu đó. Đã, hơi khó hiểu. À, thôi thì nó đã vậy rồi, không thể nào khác được ha. Sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái đó. Em rất là dễ thương luôn. Rồi cũng sẽ có người bấm cho Vũ thôi. Dạ. Tính này chúng ta đành phải chia tay thôi, không có duyên nào gì hết. Giữ lấy những món quà của chương trình nha. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon.
Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Ok. Má chị á, đi chợ trả giá dữ lắm. Mà không phải là người ta ke rẹt gì một hai đồng, mà tại cái thói quen của người già. Hoặc là cũng có một số người có cái thói quen trả giá vậy á. Mấy chị ở đây đi chợ có trả giá dữ vậy không? Có khi là trong trường quay này cũng có người mua đồ của con rồi. Có. Mấy người thèm như mấy người tập trả giá thì khủng luôn. Thì mua bên đây hay không? Thì mua vừa bán thôi, mình cười mình cảm ơn họ thôi. Thôi có nhiều người mua cũng cọc đi. Cọc chứ. Kỳ lắm. Ông nội bắn mắt. Dạ. Mua kia rẻ bèo bắn mắt luôn ơi. Thôi cậy bán tôi đi. Xíu cô Hồng. Trong trường mầm non á, mấy cô giáo trong đó nhu cầu ăn trái cây nhiều. Mình chở vợ tới làm rồi mình sẵn mình bia cái sạp trái cây mình luôn. Yeah. Mối luôn á. Nhiều khi mấy cô trọng trả giá rồi phiền nhé mà. Không, chắc là đồng nghiệp rồi cũng không đến nổi. Đi hẹn hò hay là có thời gian mà tâm sự với nhau, đi chơi với nhau thì anh chỉ có dắt 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi đến mấy giờ nha? 5 giờ rưỡi là tới 5 giờ rưỡi sáng luôn. Gia đình em thì khó lắm. Em chỉ đi chơi được tới 8 giờ là em phải về rồi. Anh có chịu không? Anh có chịu không? Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái. Mời ngồi. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên Hồ Minh Thật, năm nay 34 tuổi, quê Kiên Giang. Thật là thiệt á hả? Thật thà chú. Thiệt làm nghề gì? Dạ, có ngày xong những ngày buôn bán trái cây. Bán tại nhà hay bán đâu? Bán ở mà phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi mình lên đây mình bán, mình ở với ai? Dạ, ở Ên. Thật ở Mình Ên, ở Bình Tân, quê Kiên Giang. Mời bạn nữ. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và các bạn khán giả. Em tên là Phạm Thị Mỹ Duyên, hiện em đang công tác ở trường Mầm Non và Mi 1 quận 5. Em năm nay là 36 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Trời ơi, bên đây ở Bình Tân luôn nha. Đúng quận rồi. Ở phường nào cưng? Dạ, em ở phường Bình Trị Đông. Phường Bình Trị Đông qua phường An Lạc có một chút xíu à. Rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cô gái. Dạ, ưu điểm của em là thân thiện, vui vẻ với lại hòa đồng với mọi người. Còn nhược điểm của em á thì trước đám đông thì hơi nhút nhát, nhưng mà em cũng có thể khắc phục được. Với lại hay cằn nhằn nữa. Rồi, mời bạn nam. Thì ưu điểm của con á thì nói chung á là cũng hay nóng tính. Còn nhược điểm á thì hay quên. Nóng tính là nóng sao? Nóng tính như là bán hơi chậm, cái này là trời giá. Quạo lắm. Quạo la ta luôn hả? Còn con chạy đi liền. Mình buôn bán mà, khách hàng là thượng đế, mình đừng có dạy. Dạ, nhưng mà thượng đế thì cũng có lúc chị ơi. Trời ơi, nói nghe nè, má chị á đi chợ trả giá dữ lắm. Mà không phải là người ta ke rẹt gì một hai đồng, mà tại cái thói quen của người già. Hoặc là cũng có một số người có cái thói quen trả giá vậy á. Mấy chị ở đây đi chợ có trả giá dữ vậy không? Có khi là trong trường quay này cũng có người mua đồ của con rồi. Có. Mấy người thèm như mấy người tập trả giá thì khủng luôn. Tôi mua bên đây hay không? Thử mua vừa bán thôi, mình cười mình cảm ơn họ thôi. Thôi có nhiều người mua cũng cọc nữa nha. Cọc chứ. Kỳ lắm. Ông nội bắn mắt. Dạ. Mua kia rẻ bèo bắn mắt luôn ơi. Thôi cậy bán tôi đi. Xíu cô Hồng. Nhiều người mình chứng kiến vậy luôn đó. Mình có mấy mối tình rồi thật. Dạ, nói chung đó là con cũng gãy đổ một lần. Lỡ chuyến đò hả? Lỡ chuyến đò đầu. Có con rồi chưa? Dạ, có được bé trai chút. Mà mấy tuổi? Bé trai năm nay 9 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với con mà mẹ bé đi là lúc bé 2 tuổi. Con mới ẩm con nuôi. Nuôi tới giờ là bé vô mẫu giáo, con mới gửi về với nội cho bé học. Giờ nội giữ chứ đúng không? Dạ. Rồi xong này đem lên đi có cô giáo mầm non lo luôn. Lấy vợ mấy năm? Con lấy vợ được 3 năm. 3 năm rồi chia tay. Dạ. Bán trái cây không được quạo hay sao? Nó còn không biết. Nói chung là con với vợ con không có cự cãi, không có gì.
Cô ấy nói ừ, tới cô ấy đi làm cái rồi đó là cô ấy đi luôn. Cô ấy đi làm cái rồi đó là cô ấy đi luôn. Nhưng mà em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mẹ bé đi, hay là mẹ bé đi đâu, ở đâu, sống và làm gì, rồi có gia đình chưa hay không? Cái đó em không có tìm, em không có muốn biết, tôi muốn hay là liên quan tới nữa chị. Cũng như cái vết đau của mình này, mình không muốn gặp lại hay là cái gì nữa để làm thêm đau thêm thôi. Trời ơi, sao tự nhiên tôi đồng cảm với người đàn ông này quá. Thôi để đi qua bên kia hỏi tình trường coi có trầm buồn giống bên đây không. Ê, sao cô giáo? Lỡ chuyến đò đầu, giờ ráng kiếm miếng đò nào cho nó vững chãi chút xíu, bơi cho nó tới bến luôn ha. Cô giáo nghe bên kia lỡ một chuyến đò rồi, cô giáo có ái ngại không? Dạ, nói chung thì hoàn cảnh của anh bên kia thì cũng giống như em. Em cũng là từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện tại em cũng có con gái của em là được 11 tuổi rồi. Thì nghe cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cũng đồng cảm được. Anh kể ra như vậy thì em càng suy nghĩ cho ảnh nhiều hơn. Cái xung đột của hai vợ chồng xảy ra là nó có giống bên đây không? Có tự động bỏ đi không? À dạ không. Do là ông xã của em á, ông xã cũ thì nói chung thì tại vì do cái công việc làm ăn của ảnh á, nên ảnh phải tiếp khách nhiều rồi tới khuya mới về lận. Mà mỗi lần về như vậy thì ảnh hay nhậu xỉn rồi đó. Thì nói chung em cũng có khuyên nhiều lần lắm rồi, nhưng mà ảnh không có khắc phục được. Nên tụi em không có tìm được tiếng nói chung, nên tự chia tay nhau. Ờ dạ. Rồi từ đó tới đây cô giáo có quen ai nữa không? Dạ không ạ. Bây giờ anh hỏi thật nè, nếu giờ em với bên kia có tiếng xa hơn đi, rồi em có thể lo được cho hai mẹ con bên kia, rồi lo cho đứa con mình ở dưới quê nữa nổi không? Con kiếm người phụ nữ là biết nằm ăn gia đình, biết nấu cơm nấu nữa, mà còn cái chuyện kiếm tiền thì không có quan trọng. Hỏi phải lo đúng không? Dạ. Đó. Thật ra cô giáo là công việc ổn định rồi. Dạ. Chỉ cần sáng đi làm, chiều về thì cơm nước buổi chiều tối là được, chăm con là được. Đúng rồi. Phù hợp. Con cũng lớn hết rồi, giờ chăm con chỉ chăm cha thôi. Trong trường mầm non á, mấy cô giáo trong đó nhu cầu ăn trái cây nhiều. Mình chở vợ tới làm rồi mình sẵn mình bia cái sạp trái cây mình luôn. Dạ. Mối luôn á. Nhiều khi mấy cô trọng trả giá rồi phiền nhé mà. Không, chắc là đồng nghiệp rồi cũng không đến nổi. Nói đồng nghiệp cũng phải trả giá thôi. Cô giáo trời ơi, cô giáo mầm non dễ thương quá. Em thấy cảm giác thấy mình hợp gì với ảnh không? Dạ em thấy hợp được cái bản tính chân thật với lại giản dị. À, từ những cái câu nói của ảnh là từ trong lòng ảnh thốt lên á. Đúng rồi. Chân chất lắm, không có gì gọi là dấu giếm hay gì. Con người của bạn ấy giống như cái tên của bạn ấy vậy. Mình muốn một cái con đò mới đó, nó tiêu chí thế nào, có thể diễn tả coi giống ảnh không? Em đến với cái chương trình này thì chỉ mong là kiếm được cái mẫu người đàn ông chung thủy, biết lắng nghe, rồi cùng em chia sẻ những cái niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Về ngoại hình thì em không cần gì hết. Nhậu nhẹt sao? Dạ nhậu nhẹt thì cũng ít thôi, đừng có sáng sai chiều xỉn là ngày nào cũng vậy thì không được. Bán ta trả giá từng đồng mà tiền đâu mua bia đâu uống đâu mà lo, không biết. Bên đây có nhậu không? Dạ em về nhậu thì cũng có nhậu mà ít, nhưng mà có nghĩa là em hút thuốc nhiều. Thuốc hả? Dạ hút thuốc lá nhiều. Thôi mai mốt á mình giảm bớt được thì giảm, tại vì nó cũng có tốt cho sức khỏe. Mình mua những cái loại kẹo the đồ đó. Dạ. Mình ngậm cho đỡ buồn miệng ha. Bán trái cây mình hút thuốc, người ta đi ngang người ta mua thấy rơi tàn thuốc vô. Ế mới hút dữ. Ế mới hút dữ. Ế ngồi hút dữ lắm. Đã ế rồi còn không có lời còn mua thuốc hút nữa. Tiêu chí chọn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Em thì không có, cũng không có cần đòi hỏi gì, còn người phụ nữ ưa nhìn là biết giỏi đảm đang việc nhà thì với chung thủy là được. Cô ở đây rất là dễ thương luôn. Chuẩn mực lắm. Chuẩn mực lắm. Cô giáo đi với ai cô giáo? Dạ hôm nay em đến đây với lại em ruột của em và đồng nghiệp của em. À. Dạ. Dạ chị mình chào người nhà của nhà gái ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Rồi em. Em là đồng nghiệp của chị Mỹ Duyên. Thì hôm nay em đến đây thì em nhìn anh thật á, em thấy anh cũng thật thà, giản dị, nhưng mà thấy có vẻ cũng dễ gần á. Mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà hợp nhau thì mình tiến tới, còn không thì mình có thêm một người bạn nữa. Em nghĩ là cũng vui á chị Duyên. Em xin hết.
Cảm ơn cô giáo. Ráng nói vô, bữa nào anh đãi nguyên xe trái cây chở tới trường lớp luôn, rồi sau đó mua đựng ra giá là được. Rồi, người nhà của mình là ai? Dạ, anh em đi tới bên. Có anh Quyền Linh hỗ trợ nha. Dạ, dạ. Bây giờ thì mình mở rào. Chuyện còn lại là của thật đó, thật. Coi như đây khách hàng bán trái cây trước đi. Giờ tặng em một trái cây. Vỏ trái cây cũng trùm mệt, cũng sợ mưa ướt hay sao? Dạ, hôm nay em đến đây em có chuẩn bị cho anh một món quà, một con heo đất to và một con heo đất nhỏ. Em sẽ chúc cho anh luôn buôn mai bán đắt, thuận lợi trong buôn bán mình. Chúc cho anh lúc nào cũng có một gia đình sung túc. Dạ, cảm ơn. Đâu lấy con heo ra coi. Lấy ra thử con heo bự coi làm sao. Tính toán nữa nè. Rồi. Con heo nhỏ. Con heo bự đó bỏ vô cái xe trái cây. Mỗi bữa lời bỏ ít vô đó. À, mỗi gom gom tới ngày làm đám cưới. Con heo nhỏ kia gom góp tiền mỗi bữa cũng bỏ vô quýt để rồi cuối tháng cho con. Anh cảm nhận về thấy anh sao? Nói chung thì chân thật giản dị giống như là ngay lúc đầu em nói. Là. Còn chung thủy hay không thì em không biết, em phải tìm hiểu anh thêm. Ai thì không có chung thủy được, nhưng mà cho nhau cơ hội tìm hiểu mới biết nhau là chung thủy hay không. Ví dụ mà em với anh mà trong quá trình tìm hiểu mà hợp với nhau á thì anh dự định như thế nào? Bao lâu mình đến cái hôn nhân thì cái đó là tùy quyết định của em thôi. Nói chung á thì đi hẹn hò hay là có thời gian mà tâm sự với nhau, đi chơi với nhau thì anh chỉ có dắt 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi đến mấy giờ vậy anh? 5 giờ rưỡi là tới 5 giờ rưỡi sáng luôn. Gia đình em thì khó lắm. Em chỉ đi chơi được tới 8 giờ là em phải về rồi. Anh có chịu không? Anh có chịu không? Cũng bình thường thôi, tại vì cũng khi có khi là anh đi bán về mệt, có khi anh nghỉ sớm, anh cũng cần nghỉ sớm, em cũng đi làm về mệt, em cũng cần nghỉ sớm. Nên là mình đi gần thôi, đừng nên đi xa. Dạ. Cuối giờ gia đình em vẫn cho 8 giờ rưỡi là đóng cửa hả? Khoảng 8 giờ đi chơi tới 8 giờ thôi, 9 giờ là đóng cửa. Đi quá 9 giờ thì là không có mở cửa. Không mở cửa ra hả? Dạ. Có khi nào dù giờ trong quá trình tìm hiểu tụi anh tới xin tới 10 giờ được không? Hả? Ngọc Lan với MC Quyền Linh sẽ tới xin. Ở nhà ai khó nhất? Không phải là khó mà tại vì đổ dở lần đầu rồi thì chỉ sợ là đi chơi nhiều quá rồi cái quen nhau rồi cái lại không hạnh phúc nữa. Nên gia đình cũng lo lắm. Lên sóng truyền hình vậy mà gia đình biết mà quen như vậy thì chắc em nghĩ chắc chấp nhận. Mình xin luôn đi. Hai bác ơi. Dạ. Ngọc Lan và Quyền Linh xin phép được chào hai bác. Dạ. Dạ hai bác ơi, vì đôi trẻ này cần phải có thời gian để tìm hiểu nhau, để hai bạn có thể tiến tới với nhau, để giá lành những cái vết thương đã lỡ. Cho nên là hai bác cho phép bạn gái đi chơi tới 10 giờ nha hai bác. Dạ. Có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu. Có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu. Cảm ơn đi. Dạ cảm ơn hai bác. Có chuyện gì tụi con cố gắng chịu trách nhiệm phụ chút. Dạ. Được chưa? Dạ. Không lẽ hai bác không cho đi tới 10 giờ, nhưng mà tuần đi một lần hay lần đừng đi hoài nguyên tuần thì hai bác nhà lo thôi. Không ấy vậy đi. Tuần cái mình đi chơi khuya một lần. Còn những ngày trong tuần mà mình nhớ nhau quá, mình qua nhà bạn gái mình chơi luôn. Đúng rồi. Mình muốn ở tới mấy giờ thì mình ở. Không lẽ người ta đuổi mình. Đúng rồi. Bây giờ thí dụ nha, hai người mà yêu nhau, hiểu nhau rồi. Dạ. Kết hôn liền luôn. Đúng chưa? Mình ở đâu? Thử xem. Hai đứa tụi em mà quen nhau mà có mà tiến tới hôn nhân á thì sẽ ở riêng. Rồi. Nếu mà chưa có nhà riêng thì sẽ thuê nhà ở trước. Rồi. Rồi từ từ rồi mình sẽ mua nhà sau cũng sao hết. Rất rõ ràng. Được không? Dạ được. Con cũng thích là sống tự lập, không có lo gì chân á. Dạ. Tôi nói với bà nghe, hồi đó đó tôi còn bán thua bạn nhiều cấp nữa. Tôi bán ba cái rau củ quả, bán ở chợ Cầu Muối, tôi bán dưới đất á, không có được cái xe như bạn luôn. Lúc trước đó con cũng bán vậy á. Đó. Rồi từ từ mới lên được mới cái lên xe. Cái xe đúng không? Rồi từ từ mới ra sạp. Dạ. Sạp rồi vô siêu thị. Ở đây là chúng ta không cần phải gọi là quá nhiều tiền, nhưng ý tưởng chúng ta hết sức là quan trọng.
Ví dụ chẳng những bán trái cây đó mà mình ở nhà mình nếu được mình thuê đó, mình tối với bà xã về xong rồi bán trái cây tô. Đó. Đó, thí dụ thế. Nói chung là cái gì mà nó phù hợp với cái của mình là mình làm hết. Chỗ nhà trọ nào thuê nhà mắc mắc một chút, mở cửa hàng bán trái cây đó, nếu cần quảng cáo thì chụp hình Ngọc Lan với trái sầu riêng. Chụp hình với trái măng cục. Kêu mà Ngọc Lan măng cục, Ngọc Lan sầu riêng dán cái hình trước cửa bán. Ai mua Ngọc Lan bán luôn. Không. Không. Còn không bán đâu. Bán luôn, tôi đâu có đứng đây tôi làm MC chung với ông. Mình tiến hành bước nữa, mình tiến tới đi thật. Mình tao nắm tay cô giáo ha. Đó. Chờ phép anh nắm tay. Nhìn thẳng vô mắt cô giáo. Dạ, cho con xin phép cô với bác nắm tay. Tiền trảm hậu tấu ha. Dạ, vậy mình cho nhau cơ hội. Dạ. Ủa, gì vậy? Chưa. Rồi cô chú ơi, cũng thử nhẹp tay cho ngồi. Nắm tiếp đi, nắm tay tiếp chứ. Chưa. Cô chúc là không được thì làm ăn gì nữa. Thấy có thích gì bạn gái không? Dạ, thích. Thích không? Thích lắm. Thích lắm. Rồi cô chú ơi, thay cho con chú ướt tay hết rồi. À, đứng y nguyên đó. Con như đây làm không được, lấy gì lấy vợ. Nắm tay vô. Nghe lời tôi đi. Chú làm khó con nữa. Không có khó. Giờ cô giáo hát bài tặng cho Thật đi. Dạ, hát tặng cho anh bài Gửi Nhớ Quê Hương. Mời quý vị cô lắng nghe. Quê em hay mùa mưa nắng, hay thôn nghèo nói liền bờ đê, từng ly tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước ru buồn. Làm gì nữa? Không biết luôn, chú chỉ con đây. Trời ơi. Ảnh đỏ mặt hết trơn rồi, thấy thương á. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Đã đến lúc ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ thật trong trái tim của mình nha các bạn. Thật sự nếu chúng ta thấy đây là một nửa mình có thể nắm tay nhau cùng đi suốt cuộc đời, hoặc là thấy có thể rung động với người đối diện, thì hãy bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Bấm là phải là có trách nhiệm với tất cả những lời hứa, lời nói của mình từ nãy giờ. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ nắm tay được rồi đó. Đó, thấy không? Chưa cái sáp là nắm liền, thấy chưa? Đó. Vậy là hết. Vậy là hết vui rồi đó. Không có chạy đâu chứ. Bây giờ bắt đầu mới xin hai bác nè. Cảm nhận với em nói đi. Bắt đầu. Dạ, con xin phép hai bác quen bé Viên. Con hứa với hai bác là sẽ chăm sóc cho bé Viên. Còn việc có đi chơi á, con với Viên xin đi hay trễ chút xíu, mà nhưng lâu lâu cho con đi một lần, hai đứa con đi một lần thôi. Dạ, con cảm ơn. Duyên thấy sao, cảm nhận sao Duyên? Dạ thì nói chung là nãy giờ cảm nhận được tình cảm anh ấy trong lòng rồi, nên khi anh nói ra thì không có gì bất ngờ nữa. Nhưng mà thì cũng hiểu được ý của anh. Dạ. Chị thấy cô giáo rất là xúc động, mắt cô giáo rất đỏ. Nếu không kiềm chế có lẽ là những giọt nước mắt nó đã rơi ra ở đây rồi. Nhưng mà là những giọt nước mắt rất hạnh phúc. Đúng không hả cô giáo? Dạ. Hùng ghê, Hùng ghê coi. Dạ, cho con xin phép hai bác hùng mấy miếng. Mần mần. Được không? Không. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Đây là những món quà dành cho các bạn. Hai con heo với cái khăn làm kỷ niệm. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là đơn giản quý vị. Hạnh phúc có thể là hạnh phúc của người khác, cũng làm chúng ta hạnh phúc nữa. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều hạnh phúc để lan tỏa khắp mọi nơi. Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc nha. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Ơi, chào anh trai. Mời anh ngồi. Mời nhà gái.
chào. Rồi mời bạn ngồi. Rồi nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1986, tuổi Dần. Hiện tại công việc của em là kế toán, đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê quán thì ở Đồng Nai. Rồi mời anh trai. Kính chào tất cả các vị khán giả trong trường quay, cùng MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan thân mến. Chào bạn gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 42 tuổi, sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê quán tại Quảng Nam. Tôi là kinh doanh bên ngành kinh hoàng. Tức là thợ bạc á anh Tam hả? Dạ đúng rồi anh Linh. À thợ bạc. Dạ. Em cũng trải qua một cuộc tình đổ vỡ. Ừ. Nó cũng sống chung được 6 năm nhưng mà vì nó cuộc sống nó không có được hòa hợp lắm, nó không có thuận, nó thuận buồm xuôi gió. Ừ. Chính vì đó phải chia tay, nhưng mà em không có cái thâu, chỉ sống vậy thôi, không có con cái, chưa có con cái. Chưa con cái gì hết. Dạ. Em cũng rất khao khát để có chương trình để tạo điều kiện cho em để có một cái cuộc sống tiến tới hôn nhân. Điểm mạnh điểm yếu của Tâm là gì? Dạ xin phép, dạ, điểm mạnh của em là sống thật thà, chịu khó, biết tôn trọng mọi người từ trên xuống dưới, tất cả bốn bên nội ngoại, hết ông bà cha mẹ từ bé đến lớn rất tôn trọng, không có hút thuốc, nhậu nhạt cũng ít, hạn chế, không có vấn đề gì đó. Mình lấy vợ được mấy năm mà chia tay? Dạ mới vừa được 6 năm Linh. Ở 6 năm mà không có bạn con nào hết? 6 năm, nó có nhiều cái trong cuộc sống, nó nhiều cái vướng bận lắm. Nhưng mà mình có cái sai nào trong đó không? Mình thật thà quá, hiền lành quá, chính điều đó người phụ nữ hay lấn tới. Vậy đó hả? Bây giờ hay lấn tới. Vậy đâu phải sai đâu. Thương vợ, quý vợ, tôn trọng vợ nhiều quá, giờ lúc thấy mình như vậy nhu nhược á, người phụ nữ nó khác tính. Rồi, được rồi. Dạ. Mời nhà gái. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là người sống tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cũng có sự hoạt ngôn, vui tính, dễ gần. Còn cái điểm yếu của em thì em hay cằn nhằn và nóng tính. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, một mối tình. Kéo dài mấy năm? Dạ, khoảng 3 năm. Sao chia tay? Dạ, cái tuổi lúc đó là nó chưa có xác định nhiều thứ á. Nên em thấy cũng vì những cái điều đó mà mình chia tay thôi. Ừ. Và sau đó thường thường cái mối tình đầu thì mình thường thường dùng bằng cảm xúc nhiều hơn. Khi mà chia tay rồi thì em mới thấy là giữ lý trí và cái cảm xúc của mình thì em thường lấy lý trí. Và từ đó tới giờ cứ lý trí không? Đúng rồi. Anh Tâm là anh có cái tiêu chí gì để tìm người vợ tương lai cho mình không? Quan trọng nhất một con người sống thật thà, trung thực, hiền lành, chịu thương, chịu khó, có trách nhiệm gia đình. Chứ còn không cần sắc đẹp bên ngoài đâu. Đấy không quan trọng hình thức, okay. Chỉ quan trọng nội dung thôi. Rồi vậy thì còn bạn gái, mình mong muốn như thế nào về người bạn trai sắp tới? Một người đàn ông mà không có tính gia trưởng, hướng mình về gia đình. Thì em nghĩ người mà hướng về gia đình thì họ sẽ biết chăm sóc gia đình và chu toàn cái trách nhiệm đó thì cái hôn nhân nó mới bền. Một cuộc hôn nhân mà không có sự chia sẻ em nghĩ chắc chắn nó sẽ không có bao giờ bền được. Có người qua coi mắt em kìa. Dạ. Bạn gái, ôi dễ thương quá. Dạ em chào anh. Nãy giờ mình trao đổi qua mình biết được cái đường tình duyên trắc trở của hai bên thế nào rồi ha. Em không thích người đàn ông ở cái điểm gì nhất? Dạ không thích người đó biết hút thuốc, tại vì em bị dính mùi đây thuốc lá. Đây không có hút thuốc rồi. Dạ. Với là một cái người đàn ông mà hay cằn nhằn theo như giống như là cái tính của người phụ nữ á, là em rất là không đồng tình. Nãy giờ anh thấy cái người bên đây nói chuyện hợp với em không? Tính tình thấy có được không? Theo cái tiêu chí thì em thấy là có thể là phù hợp. Còn để mà hiểu và sâu hơn thì có thể sau chương trình. Ok. Bây giờ cô gái nói cho chị Lan nghe là em thích cái người đàn ông cao cỡ nhiêu? Cỡ 1m67 trở lên. Ốm hay mập? Dạ vừa cân đối. Trắng càng tốt, da ngâm cũng ok. Rồi, 1m67 trở lên đúng không? Được mọi người. À, chào chị Cà La. Dạ chào anh. Trời ơi, về ngoại hình là chị thấy rất ngon. Ngoại hình ok. Anh ơi, cái nhẫn này bây giờ mình làm một cái nhẫn thiệt được không anh? Chứ nhẫn này nhẫn giả em mua ở chợ Bà Chiểu. Rồi. Giờ anh chế tác y chang vậy được không? Được chị, được. Tại em thích cái nhẫn này được, quá chị, được chị. Được đúng không? Dạ, giờ có hộp rồi nè. Có nhiều đá rồi. Em được rớt hết viên rồi. Anh nhắm dạ, khoảng 18, nhiêu tiền? 18, vàng 18, 18 hay 14, chừng ra bao nhiêu cái? Vàng 18 cho nó rẻ. Dạ. Ủa đang làm hai tự nhiên. Làm phải dưới 5 triệu. Rồi, 5 triệu được rồi. Em sẽ
Đi lên cái tiệm kim hoàng của anh để em nhờ, chứ em hỏi nhiều người không ai làm cho em được cái lá giống vậy hết trơn á. Em mê nó lắm. Rồi em đã hết công việc của em rồi. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi. Chủ yếu làm là cái nhẫn thôi hả? Chủ yếu cái nhẫn thôi. Thôi anh đi với ai? Anh đơn đi với ai? Đây là đã có chị gái mặc đồ trắng. À dạ. Mình là chị gái của Tâm. Thì hôm nay đi thì chị thấy em gái bên này thì cũng được, thì cũng dễ thương, mà cách nói chuyện thì cũng duyên dáng đó. Nhưng mà cho hai đứa tìm hiểu rồi có cơ hội để tiến tới thì tùy hai đứa quyết định nha. Cảm ơn okay. Chị cảm ơn chương trình. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với người em cùng quê. Dạ chào em. Em hàng xóm của chị Tuyết đây. Thì hiện tại là em thấy anh là đáp ứng đủ tiêu chí của chị đúng là một người tìm, chị đi tìm kiếm. Em mong là hai anh chị có thể cùng nhau bấm nút để cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ chúng ta mở rào. Bắt đầu đi Tâm. Chỉnh trang cho nó đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Rồi tiến tới luôn. Dạ em chào anh. Em có món quà em tặng anh. Để anh tặng em trước. Dạ em cảm ơn anh. Đây là món quà chiếc nhẫn. Anh làm bên ngành kim hoàng. Anh làm kinh doanh bên hàng trang sức á. Dạ. Chính anh có chiếc nhẫn để tặng cho em. Dạ. Và anh đưa cái tay, anh ra mượn cái tay của em. Trời ơi nó đẹp ông nội mẹ. Lôi quân từ từ làm cho bà sao vào mối. Dừng luôn em, đẹp quá đẹp rồi. Trời ơi đẹp quá mọi người. Cho mượn tay, mượn tay. Trời ơi cái mẫu này tôi thích dữ lắm. Về chỗ đi, bữa nào tôi kiếm ông nào bấm nút cho làm cho. Dạ em cũng có một món quà tặng cho anh. Đặc biệt là trong cái mùa Covid này thì em thấy là cái mật ong nó có cái tăng sức cái đề kháng. Và một cái tinh dầu nó sẽ làm cho cái tinh thần của anh nó được thoải mái. Mật ong này nó có cái độ ngọt và nó cũng sẽ giúp cho cái sự ngọt ngào của cái buổi gặp mặt đầu tiên của em với anh nó được ngọt hơn. Cảm ơn em nha. Chúng ta cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó thế nào? Dạ, theo em á thì anh nhìn dễ mến. Thì em thấy anh hiền. Còn em biết anh nhận xét gì về em? Anh từ em thấy anh cũng hiền. Tính là cũng hiền. Dạ. Dạ dễ mến. Anh ra là bởi vì quan điểm của anh đưa ra muốn lấy chương trình này tìm một người là phải người sống và hiền lành. Dạ. Sống bằng cáo đạo đức. Anh không cần ngoại hình nhiều đâu. Dạ. Bởi vì anh cần một con người biết lo gia đình, có trách nhiệm gia đình là tốt rồi. Nếu mà chương trình này em cũng thấy mà anh hợp với em á. Dạ. Thì em sẽ cho anh một cơ hội. Dạ. Để hai đứa mình tìm hiểu nhau. Dạ. Vậy theo anh thì anh nghĩ gì về quan điểm về tín ngưỡng? Tại vì em là người có đạo. Em đạo gì vậy? Dạ em đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo. Vậy hả? Tất cả mà về đầm đầy hết rồi, nhưng anh mới đầu Phật giáo. Đạo ai nấy giữ. Yeah. Không vấn đề, còn nếu chúng ta thuyết phục được nhau thì cảm giác là chúng ta có thể theo đạo bên ai cũng được mà. Thật ra do mình thỏa thuận. Đúng rồi, mình tìm hiểu thêm một cái đạo của đối phương không hay lắm. Không sao đâu, quan trọng các bạn có yêu nhau hay không thôi. Hiện tại giờ thì em thấy là hôn nhân người ta có thể thay đổi. Còn đối với em thì khi em đã chọn là em quyết định trọn đời. Theo anh thì nếu mà tìm hiểu và đi đến hôn nhân, chọn cái thời gian đó là bao lâu? Tôi thật sự ra thì cũng tuổi cũng anh giữa anh với em thì cũng lớn rồi. Nếu được thì cuối năm em, cuối năm tổ chức. Dạ. Nhà em được mấy anh em? Dạ, nhà em được ba chị em gái, em là Út. Dạ, chắc bố mẹ già lắm hả em hả? Dạ, ba mẹ em thì cũng 70 hết rồi. Dạ. Còn gia đình anh thì sao? Anh thì nhà anh 4 anh em, 4 chị em, anh là Út ở nhà. Dạ. Sống thật thà, hiền lành. Chính điều hiền lành mà chắc phát đó anh mới đổ vỡ cho vậy. Bởi vì nó nhiều cái cuộc sống nó vẫn có muôn màu muôn vẻ mà. Cái hiền lành đó của anh mà để cho cái hôn nhân bị đổ vỡ thì em không hiểu. Bởi vậy chính điều đó anh mới muốn đi tìm một người. Mà biết cơ sở một người vợ, một người mà kế tiếp bây giờ là nó phải biết chung thủy. Sống phải có trách nhiệm chia sẻ gia đình. Còn tiêu chí của em thì em cũng tìm cái người chung thủy. Bởi vì bản thân của em cũng sống rất trọng tình cảm. Nên em cũng không có muốn cái người mà đồng hành với mình có sự lừa dối. Em hơi ích kỷ trong tình cảm. Còn cái tính chất công việc của anh thì như thế nào? Công việc của anh thì đó, anh làm anh buôn bán thì kinh doanh này nó bất thường lắm. Thời gian nó bất thường, lúc là
khách nhiều khách ít á. Dạ. Nhưng mà nếu mà đã xác định mà đã tìm hiểu được một người thì anh sẽ hy sinh tất cả. Em thì cũng có tự tìm hiểu mà cũng có những cái lý do mà cứ bận công việc. Em thực sự nếu mà một người thực sự muốn phát triển cái mối quan hệ của mình và nó một cách nghiêm túc á thì họ sẽ biết hy sinh và họ sẽ biết chọn cái gì quan trọng. Và bây giờ mục tiêu của anh với em đi tìm hôn nhân thì em nghĩ là cái tiêu chí đó là mình phải tôn trọng cái hôn nhân nhiều, tại vì em cũng đang muốn lập gia đình. Rồi vậy giờ mình nói luôn tới chuyện hôn nhân đi. Mình đám cưới xong rồi mình sanh bao nhiêu đứa con? Dự định khi nào thì sẽ sanh? Mà sanh trai trước hay gái trước? Con cái thì có một đứa cũng được, hai đứa cũng được. Nhưng mà chỉ có đứa con để cho nó vợ chồng nó có một cái chất xúc tác á. Bởi vì chính điều đó anh phải hối thúc trong thâm tâm anh là muốn để có một người vợ sớm. Dạ. Càng sớm càng tốt. Em cũng muốn cho gia đình mình được hạnh phúc và cũng muốn sinh những đứa con, một ngôi nhà, hai đứa trẻ. Bây giờ Tâm bước tới nắm tay bạn gái, nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, mình cảm nhận cái người đối diện thế nào, cái bàn tay có ấm áp hay không, và hát một bài nào đó để giao lưu về âm nhạc, về cảm xúc nào. Đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay anh lạnh quá. Nếu mà anh cảm thấy nhìn anh hợp với em á, hai đứa mình cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Dạ. Sống và biết chia sẻ yêu thương, nhường nhịn nhau. Theo em thì cũng vậy, em cũng muốn như vậy. Anh sẽ hát cho em một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Yeah. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một làng không gian đổi mới, hôn hai đứa chúng ta mà thôi. Cái chữ thôi, cái... nó thôi đi đâu mất tiêu. Em tâm đắc cái bài lựa chọn một vì sao. Từ cái thời mà em lúc 18 tuổi. Người ơi em luôn mơ ước được cùng anh khắc tên hai đứa mình kết vì sao ái tình. Người yêu hơi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau tìm một vì sao sáng riêng ta. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng nút bấm của riêng mình nha. Yeah. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên. Đấy đi. Xin phép xin phép anh nè. Dạ. Trời ơi. Hãy tìm hiểu nhau thật kỹ, càng sớm càng tốt, cũng trễ rồi đó nha. Đốt cháy giai đoạn đi. Để mình được yêu thương nhau, để về chung một nhà, để cùng chăm sóc lẫn nhau. Rồi, tuyệt vời đó. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Giữ lấy món quà kỷ niệm của người bạn mình, mật ong hay gọi là honey, gọi thương tiếng đi. Honey. Honey. Mỗi người không gọi là honey luôn nha. À, đẹp đôi ha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Anh nhớ nha. Anh nhớ là đám cưới là anh phải báo với lại chương trình nha. Dạ, dạ. Dạ, rồi nhớ làm cái nhẫn cho em nữa dạ. Nha. Dạ. Mời anh chị đi xuống. Thời gian cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
cái người mẫu bạn trai của em á là tàu hói bụng bự gì cũng được hết trơn á, không có quan trọng. Tàu hói bụng bự gì cũng được hết trơn á, không có quan trọng. Quan trọng là hợp với em và đúng phải rồi. Hiểu tính em chút xíu. Để chị qua dạ. Chị coi. Thông sao mấy mối tình? Dạ em chỉ có một mình vợ em thôi. Có con chưa? Dạ em có bé gái nay 9 tuổi rồi. Và em ở chung với ông xã em được 1 tháng. Em cảm thấy cái người này em không thể nào chấp nhận được cái người em này. Em quen cháu ông xã em lâu không mà lấy? Em quen được có 3 tháng rồi. Không có hiểu nhau đúng là không? Không hề hiểu nhau. Rồi. Và mục đích của anh ta và mục đích em không giống nhau. Rồi. Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em là Nguyễn Thông, em đến từ An Giang, em làm việc ở Long An. Thông làm gì ở Long An Thông? Em làm công nhân. À làm ở đâu, huyện nào? Em làm ở huyện Bến Lức. Mời nhà gái. Chào khán giả trường quay, chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Xin em chào. Tên nó là Phạm Tú Phương, năm nay em 32 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu. Em có mở một cái tiệm salon tóc nhỏ. Dạ. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Thông nói về ưu điểm và khuyết điểm cho nhà gái nghe. Ưu điểm của em thì biết nấu ăn giỏi. Giỏi khuyết gì điểm không? Của em thì hay nóng tính. Em làm gì là nóng nhất nè? Em yên thân nè. Em yên thân nè. Rồi tốt. Có tật xấu gì không? Không anh. Có hút thuốc không? Có. Có hả? Chút chút không? Rồi có uống rượu không? Có. Có luôn. Thí dụ giờ lấy vợ thì ở đâu Thông? Nói chung là tùy bạn nữ thôi. Trời cái gì mà hiền khô vậy trời. Đúng rồi, hiền khô à. Rồi thôi bây giờ mình nghe ưu điểm khuyết điểm bạn nữ nè. Ưu điểm của em á là em rất là giỏi về làm việc. Đặc biệt là giỏi kiếm tiền. Em thích nấu ăn và em nấu ăn rất là ngon. Còn khuyết điểm của em á là em rất là khó tính, không có kỹ tính. Không đúng ý của em thì em rất là khó tính. Và nóng tính, em nóng tính. Ví dụ chuyện gì mà không vừa ý với em là em có thể là bùng nổ liền luôn tại chỗ. Chết rồi. Thật ra cái này là bạn này là rõ ràng. Cái tính bạn là rõ ràng đó. Em á là một, hai là hai. Chứ không có chính giữa. Mà đen là đen, trắng là trắng. Chứ không có xám xám đâu. Ví dụ như được thôi. Chứ đừng có đừng có mà lu bu quá em không thích. Hai đứa này nóng tính. Em cũng thích vậy đó chị. Sợ quá. Căng rồi nha. Dạ. Hồi đó giờ nóng quá cũng quýnh ai chưa? Xém quýnh hay chưa quýnh? Xém quýnh hay chưa quýnh? Xém quýnh luôn hả? Dạ. Chết rồi, phải nhỏ nhẹ nha Thông nha. Dạ. Thông sao mấy mối tình? Dạ em chỉ có một mình vợ em thôi. Có con chưa? Dạ em có bé gái nay 9 tuổi rồi. 9 tuổi đang ở với ai? Đang ở với bà nội. Mình cưới nhau bao nhiêu lâu thì mình đổ vỡ hay không? Trong khoảng thời gian 2 năm. Tại vì gia đình bên vợ bất đồng với bên em. Nhà trai đã một lần đổ vỡ đó, nhà gái thấy sao? Dạ em thì cái chuyện mà từng có gia đình thì em không có quan trọng à. Còn em cũng từng đổ vỡ. Con em được 5 tuổi, bé gái 5 tuổi, đang ở với em luôn. Vậy thì bây giờ nè, em nói cái tiêu chí để mà em có một cái người bạn trai sắp tới nó sẽ là như thế nào? Tiêu chí của em đầu tiên á là cái người đó phải thật sự là độc thân. Dạ, còn tiêu chí thứ hai thì em thích cái người bạn trai của em nó có công việc ổn định. Cái cuối cùng á phải thật sự thương em, quan tâm chăm sóc cho hai mẹ con em. Em chỉ cần vậy thôi. Được nè. Bây giờ thí dụ như nè Thông. Dạ. Thí dụ cô gái Bạc Liêu, cổ cũng có cơ ngơi dưới rồi. Thí dụ làm công nhân ở đâu cũng được. Em có cái nghề gì không? Dạ thì em cũng dự tính xong chuyện này rồi em cũng nghĩ em đi học nghề đó anh. Cũng tính làm nghề tóc luôn anh. Em có thể về Bạc Liêu được không? Được. Bây giờ ở làm công nhân ở đây mà nếu mà quen một cô gái Bạc Liêu thì khó đi lại lắm. Đúng rồi. Yêu phải yêu gần em mới chịu, yêu xa em không chịu. Yêu gần mới chịu. Bây giờ về tới Bạc Liêu yêu luôn nha. Đúng rồi. Ok. Giờ nè mình có thích người con trai cao ra bao nhiêu không? Mình có ước lượng ra được cái hình mẫu của mình không? Tại vì á trước giờ á em ước rất là nhiều. Nhưng mà em thấy á là mình ước rồi, rồi ước được cái đó rồi nhưng mà mình thấy cũng không có hợp với mình. Nên là cái người mẫu bạn trai của em á là tàu hói bụng bự gì cũng được hết trơn á, không có quan trọng. Tàu hói bụng bự gì cũng được hết trơn á, không có quan trọng. Quan trọng là hợp với em
và đúng phải rồi. Hiểu tính em chút xíu để chị qua dạ. Chị coi cái ngoại hình có hợp với em hay không nha. Dạ không, chị mới nói đầu hói em tưởng đầu hói bỏ dạ. Chào anh. Dạ chào dạ. Chị bên đây hơi hói, hơi không hói lắm. Đừng dạ. Nhắc cái chữ đó. Dạ. Đừng nhắc cái chữ đó. Chữ đó nhạy cảm lắm, không nên nói chữ đó. Anh em hỏi là sao mà mình chia tay 8 năm rồi mà mình không quen ai hết? Tại vì em thấy em nghèo quá, em sợ quen người ta rồi người ta cũng bỏ. Công việc của em là từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Làm xong rồi về ngủ. Bấm điện thoại một chút ngủ rồi đâu có thời gian. Trong công ty không có cô công nhân nào mà... Tại môi trường làm việc của em là nó nam nhiều. Tại vì làm nặng lắm. Anh nghèo quá nên anh không dám quen ai. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ kinh tế mình đã có thể, mình có thể tự tin để mà mình lo cho một cô gái được hay không? Em lo hết sức em được rồi. Vậy tức là bây giờ mình đã tự tin về cái việc đó rồi đúng không? Dạ. Các cô gái đi tìm chồng cũng phải ý định là phải tìm một người giàu đâu, mà người ta tìm một người có nghị lực, điều đó hết sức là quan trọng. Dạ. Đừng có lo lắng, đừng có nghĩ mình nghèo mình không kiếm được vợ đâu, không phải vậy đâu nha. Hồi xưa anh nghèo còn tan tác, nghèo mạt một tơi luôn nữa. Rồi sao giờ giàu vậy? Đâu có đâu, giờ nó đỡ đỡ thôi. Giờ nó đỡ đỡ thôi. Bây giờ giàu lắm. Do cố gắng nỗ lực, nghị lực á. Dạ. Thành ra đừng có buồn gì điều đó nha. Dạ dạ dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi nè, bây giờ mình nói về tiêu chí chọn bạn gái của mình đi. Bạn gái của em là cao khoảng 1m57, 1m58 được rồi. Dư sao? Cao quá. Đừng hung quá. Hung dữ quá chịu không nổi. Đừng có hung dữ. Bên đây là không hung dữ như người ta rõ ràng. Tính bên đây là giống tính của Ngọc Lan nè. Đôi khi á mình phải chấp nhận cái điều màu xám một chút. Mình trắng đen quá nó rõ ràng nhưng nó sẽ có những trường hợp nó không có phù hợp và mình cần phải có một chút xíu màu xám và mình phải chấp nhận cái điều đó nha. Cái này là mình tiết chế lại một chút xíu. Một là một, hai là hai, đừng có mà lộn xộn. Dạ. Chỉ vậy thôi. Dạ. Còn nếu mà không lộn xộn thì cổ rất là hiền. Đúng rồi, em cũng thích tính vậy đó. Giang cho anh nè. Trời ơi, mặt ấn tượng quá ha. Anh hỏi thật em, thí dụ như mình gặp người chồng quá hiền, hơi tự ti về cuộc đời mình quá thì em thấy như sao? Em có ngại không? Dạ không, em không ngại. Ừ. Nhưng mà em muốn cái người đó là phải có ý chí lên chút xíu. Đừng có hiền quá. Ở bên kia bạn kia rất là hiền, dễ thương lắm. Cái là không có người bên cạnh để có thể thúc đẩy. Gọi là thúc đẩy không, cái em thúc đẩy giỏi lắm á. Được. Theo em. Chị nhìn em chị biết em thúc đẩy, em điều khiển rất là giỏi. Đúng rồi. Một cái mẫu hình lý tưởng của em thường tưởng tượng là như thế nào? Em tưởng tượng hả? Tưởng tượng là giống ba em. Ba em khó, dạ. Ba em sao dạ khó? Dạ không, ba em rất là hiền. Thương vợ, thương con. Quan tâm chăm sóc mẹ em mặc dù là không có nói ra. Nhưng mà là bằng những cái hành động, ví dụ như là mẹ em bệnh thì mua đồ ăn cho ăn, mua thuốc uống hoặc là hỏi thăm chăm sóc hàng ngày này nọ thôi. Chứ em không có cần những cái gì mà nó cao sang quá. Em cần những cái gì mà nó bình dị nhẹ nhàng thôi. Mấy cái đó anh làm được em ơi. Em với ông xã em ở được bao nhiêu lâu? Cái chuyện em với ông xã em nó dài dữ lắm luôn á. Được mấy năm? Dạ không được mấy năm đâu anh. Mà cũng không được mấy tháng luôn nữa. Khi em với ông xã em cưới nhau về rồi á thì em đã có bầu 2 tháng. Và em ở chung với ông xã em được 1 tháng. Em cảm thấy cái người này em không thể nào chấp nhận được cái người em này. Em quen cháu ông xã em lâu không mà lấy? Em quen được có 3 tháng thôi. Không có hiểu nhau đúng là không? Không hề hiểu nhau. Rồi. Và mục đích của anh ta và mục đích của em không giống nhau. Rồi vậy mình hiểu rồi. Thôi anh thấy rằng là cặp này sẽ có bổ trợ cho nhau. Rồi bây giờ anh không đi với ai? Em đi với chị gái. Em trai nói chung hiền á thì không như hiền mà dữ không dữ. À vậy hả? Dạ, nhưng mà phải biết lo làm ăn. Rồi chị thấy là bên nhà gái sao? Nói chung thấy em cũng được. Nếu như mà có cơ hội thì để cho hai em tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em họ em ạ. Em họ hả? Rồi. Dạ em chào hai MC, MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan ạ. Em tên là Phạm Thùy Linh, năm nay em 23 tuổi. Thì nãy giờ ngồi theo dõi chương trình của mình á thì em thấy anh bên đây cũng khá là hiền lành, điềm đạm. Theo đánh giá của em thấy anh hơi hiền hiền một chút xíu. Nhưng mà một bức tranh có nhiều mảnh ghép mà thì sẽ có một mảnh khuyết, mảnh thừa. Thì em mong là hai anh chị á sẽ cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn. Thì em mong là hai anh chị sẽ đi xa hơn sau cái chương trình này. Thôi. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn gái. Thôi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt trò chuyện với nhau thôi nha. Mở rào. Ôi, đẹp trai lắm. Nào. Dạ, chào anh. Em có món quà tặng em. À, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Dạ.
em tặng cho anh một cái ví đựng tiền. Em mong là anh đi làm về và anh bỏ tiền vào đây. Dạ, em gửi. Cảm ơn. Dạ, em rất là thích cái món quà này. Và cái món quà này cũng là một công việc thứ hai của em luôn. Em cũng làm có hai giống vậy. Trời ơi, hay ta. Cô gái này rất là nhiều tài. Tặng em người bí ẩn của lòng anh. Anh mong em sẽ thích món quà này. Chúc em luôn vui vẻ, trẻ đẹp và luôn thành công trên mọi lĩnh vực. Anh hy vọng dù mình có bấm nút hay không thì mình vẫn là bạn bè em nhé. Dạ. Em nhìn anh này đâu có hiền đâu chị. Mà đẹp trai không? Dạ. Đẹp trai á, tôi nói đẹp có trai. Có duyên. Thôi mình ngồi đi anh. Mình ngồi nói chuyện đi anh. Được. Đầu tiên thì anh thấy em như thế nào? Thấy em người rất mạnh dạn, vui vẻ. Dạ. Nói chung là cũng giỏi nữa. Dạ. Anh có muốn hỏi gì về em không? Em thấy anh có hợp với cái gu của em không? Thường thường cái gu của em nó cứ hiền hiền không mà. Nhưng mà giống như nhìn bề ngoài á, anh không có hiền mà sao nhìn thấy anh... Chắc là anh gung đúng không? Anh có gung không? Cũng có gung. Sao? Em thấy nhìn cái là nhìn cái bề ngoài của anh thì không có hiền, nhưng mà anh nói chuyện thì hơi nhút nhát. Anh cũng không có hung mà cũng không có hiền. Dạ. Hay là giờ mình uống một hai ly cho mình có... Em uống hai ly là anh lên võng luôn. Vậy hả? Tủ lượng của anh bao nhiêu? Bia uống được hai lon. Dạ. Rượu vậy là anh hơn em mà, nhìn em vậy thôi chứ em mới uống bia rượu gì hết á. Nếu mà mình có cơ hội hẹn hò thì em muốn chừng nào mình kết hôn? Em không có quan trọng là bao lâu hết. Một tháng, một năm hay là 10 năm em không quan trọng. Nhưng mà em muốn là hai đứa mình phải tìm hiểu nhau thật kỹ. Đúng. Tại rồi. Vì anh cũng từng đổ vỡ và em cũng từng đổ vỡ. Nên là em muốn là mình phải tìm hiểu nhau thật kỹ. Ví dụ như những cái gì về em anh không có thích thì em sẽ từ từ sửa đổi. Và những cái gì về anh em không có thích thì em cũng sẽ từ từ sửa đổi anh luôn. Dạ. Vậy em có thích anh hút thuốc không? Em thấy bình thường. Kể cả anh hút thuốc hay uống rượu gì em thấy nó bình thường hết. Tại vì anh thấy nhiều người nữ cũng... Dạ không, em bình thường hết. Hơi bị dị ứng. Dạ không. Hút thuốc hay là uống rượu gì cũng bình thường hết trơn, không gì hết. Nhưng mà cũng phải vừa phải. Ví dụ như là anh có thích phụ nữ xăm mình không? Bình thường mà có gì đâu. Bình thường. Dạ dạ. Mình đứng xăm nhiều quá được rồi. Có nguyên con đại bàng sau lưng. Chị này. Thiệt luôn hả? Em có cái bông hoa nhỏ xíu thôi. Công việc của em á thì em thường nhuộm tóc, nhuộm tai hoặc là về những cái vẻ bề ngoài của em á, anh có quan trọng không? Thì công việc của em phải làm vậy thôi chứ. Không, nhưng mà em làm ý là em làm cho em á. Ví dụ em nhuộm tóc màu xanh màu đỏ lên đầu anh có chịu không? Bình thường có gì đâu. Tại vì nếu mà em không làm đẹp thì lấy gì người ta biết người ta làm theo em. Vậy anh có thích một người phụ nữ ăn mặc sexy không? Nói chung là tùy thời điểm em. Người ta nói ăn theo thở, thở ở theo thờ. Em về nhà mình lúa không rồi em đưa sexy lên ai đâu chịu nổi. Hay quá. Thì em chỉ mong là chương trình này mình... Em cho mình cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn nhiều thôi. Em phải chứng minh được cái gì, em nhìn thẳng mắt cô gái kìa. Về Bạc Liêu thăm cổ một tháng mấy lần? Khi mà em hẹn hò rồi, đợt này là về em nghỉ công ty luôn anh ơi. Anh thì về quê em. Hả? Anh về quê em là... Anh về quê em là để anh làm cái gì nè, đầu tiên? Theo em học nghề tóc luôn. Em chỉ chuyên nghề tóc nữ thôi. Nên là cái người nam vô trong tiệm của em sẽ không làm được việc gì hết. À. Ừ, đúng rồi. Ví dụ như anh học tiệm khác thì được. Hả? Thì nói chung là rằng nó được. Anh có cần á, em với anh á là tìm hiểu trước, xong rồi anh cảm thấy hợp với nhau rồi anh mới về quê em học nghề không? Đó. Hay thì anh nghĩ vậy đó, anh tính vậy đó. Dạ. Anh tính ra anh phải nói cho em nghe chứ, đúng không? Đúng, nó nói đi, nói. Nhưng mà anh về nghỉ, anh về dưới rồi mà em không chịu anh là gì mà anh không đó, em nói với anh là em với anh là phải cần tìm hiểu với nhau một hai tháng chẳng hạn. Xem mình có hợp với nhau về những chuyện khác hay không. Thì nếu như mà hợp với nhau rồi thì mình mới tính tiếp. Anh có thể cho em biết tính tiếp coi tính tiếp như thế nào không? Thì anh đi học. Anh đi học hả? Chứ biết làm gì giờ. Thành ra đây nói chơi cho vui chứ bây giờ em phải có một cái định hướng. Bạn gái nói rất đúng. Đó, quan trọng là em có ý chí hay không thôi. Em có nghị lực để vươn lên không thôi. Thì em thuê một phòng trọ với em ở chừng 2-3 tháng mà học được cái nghề. Anh qua tiệm cô gái này anh phụ. Không có phụ, không cần ai chỉ chỏ gì hết trơn. Chọi chỉ cần vô thấy nhà giờ lấy chọi quét, tại người ta đang làm mà. Rồi thấy người ta đang làm bông làm hoa vậy đó mình phụ. Rồi hoặc là mình thôi để em đi giao hàng cho. Đó, trong cái khoảng thời gian anh học tóc thì anh có thể làm được rất là nhiều cái để anh chứng minh cho cô này thấy là anh có thể che chở và chăm sóc được cho cô này. Ha, mình phải cố gắng lên.
Được không? Được. Em mà không chinh phục được cô gái này thì tiếc lắm. Rất là tiếc luôn. Tiếc. Nha. Bây giờ là em tiến tới, em nắm tay bạn gái cái nè. Thử coi sao, nắm hai tay. Tự nhiên nhìn tôi. Đứng lên, dìu bạn gái đứng lên. Ví dụ như anh nói là anh chăm sóc cho em đi, thì anh chăm sóc như thế nào? Ví dụ như hiện tại bây giờ là em ở Bạc Liêu, anh ở Long An, anh sẽ quan tâm chăm sóc cho em như thế nào? Thì hai đứa xa nhau thì điện thoại hỏi thăm. Thì có thời gian rảnh. Em có một câu em rất là ghét. Hỏi em ăn cơm chưa? Cái em trả lời là chưa, vậy em ăn đi. Em rất là không thích cái điều đó. Hỏi em ăn cơm chưa? Thì anh mua qua cho em ăn. Nếu như anh ở xa anh không mua được, thời buổi giờ trên mạng như đồ app rồi rất là nhiều thứ, anh có thể đặt đồ ăn đem lại cho em ăn. Mặc dù cái món đồ ăn ở 50 ngàn hay 100 ngàn em có thể tự mua được, nhưng mà anh mua đem lại cho em ăn thì em sẽ cảm nhận được cái tình cảm của anh trong đó nhiều hơn. Anh thì không được gì đâu. Không được gì tại đâu. Tại vì anh cũng biết đường đâu mà anh đặt anh mua. Anh không cần biết đường. Bây giờ đi về giờ sẽ kết thúc chương trình này phải không? Để tôi chỉ. Chị ơi chỉ giùm em đi. Để tôi đào à. Tôi đào app rồi tôi dạ, chỉ cho dạ. Nghe. Ví dụ như giờ anh ở đang ở bên Mỹ đi chăng, anh muốn ăn cái món đó em cũng đặt cho anh ăn được. Nhưng mà nói nghe nè, tháng làm lần thôi chứ người ta công nhân lương người ta không có nhiều, ngày nào cũng đòi ăn. Chị biết thôi, 50 ngàn là chết luôn đó. Ăn thì không sao chị. Không, ở đó nhưng là... mà có cái là em không có biết đường giao, không biết đường mua. Để tôi chỉ cho, tôi với Quyền Linh chỉ cho cái cách đao áp rồi đặt cho. Đó là những cái ví dụ, em cái ví dụ vậy, em chăm sóc vậy thôi. Đúng vậy, không cần phải mua 50 dạ. ngàn. Người ta mua một ly trà đá 5 ngàn, 10 ngàn người ta đặt tới cũng được. Tại vì ở dưới quê của em á, đồ ăn 20-30 ngàn không mà, không có tính 50 ngàn đâu. Thật ra người ta không phải cần cái số tiền ở đâu dạ. mà ta cần cái sự chăm sóc quan dạ. tâm. Em không làm được, em phải mày mò hỏi cho ra được phải, đúng rồi đồ đó. Đó là cái sự cố gắng của mình. Tức là cái gì mình làm không được là mình phải làm cho bằng được, vì cái người mà mình yêu thương. Tức ông này quá, không mục làm đích của anh là gì? Mục đích anh là xuống Bạc Liêu ở với lại cô gái này, đúng không? Muốn lấy cô gái này thì anh phải làm được những cái điều đó. Anh phải quyết tâm anh làm cho bằng được. Không biết thì phải hỏi. Còn nhưng mà em nhớ nha, cái gì mà em muốn thì em trình bày rõ ràng. Em sẵn sàng, em nói em sẽ cho anh cái quán ăn nó tên gì như thế nào luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Anh, em muốn ăn, anh mua cái chỗ đó, anh chuyển khoản thì sao mà người ta, anh ta giao lại tới em. Nó không có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà em muốn chăm sóc quan tâm là như vậy. Đúng, dạ, đúng. Chứ không phải là gọi hỏi ta, alo em ăn cơm chưa, nó chưa, em ăn đi. Rồi em thấy là em quê rồi đó. Quê dạ, không dạ, quê, dạ, quê là khó quê. Đúng. Dạ. Nhưng bây mà giờ... nè, giai đoạn đầu thì mình nói là anh em muốn ăn cái món đó, anh đặt cho em đi, em rất là vui. Nhưng giai đoạn sau là mình phải chủ động làm một cái điều đó. Một lần thôi. Đừng có để người ta nhắc hoài. Ví dụ như em bệnh đi. Order thuốc. Em bệnh là những cái lúc mà em cần quan tâm nhất. Dạ, anh ở xa, em không có cần anh phải đích thân tới chỗ em, nhưng mà em muốn anh thể hiện những cái quan tâm với em. Thuốc men này nọ, ví dụ. Qua về. Nên chuyện đó thì em yên tâm. Em không có cần những cái gì mà bự to tát, em chỉ cần những cái nhỏ nhỏ vậy. Bạn ấy bệnh thì em mua thuốc rồi lại đến thăm. Rồi. Tánh em nhiều bạn cũng ấy xa quá không mua được nè. Nhiệt tình lắm. Nếu mà bệnh em cũng đi tới à. Tới nơi luôn à. Bệnh là tới nơi tới chốn đúng không? Ừ, mình làm thứ bảy chủ nhật được nghỉ đúng không? Không nghĩ em cũng xin nghỉ. Rồi đó, được. Như vậy là được. Đó, phải quyết tâm như vậy. Bạn này có sự nhiệt tình nhưng dạ. mà không biết cách. Không biết cách thôi dạ. Vậy không thì cách. Mình chủ động luôn em dạ. Gợi mở cho người ta biết cách dạ. Nói thẳng nói đại luôn cho luôn dạ, biết dạ. Theo anh đó, hiện đại chúng ta cứ nói đại đi dạ. sợ chứ. Tính mình rõ ràng mà đúng nếu không? Dạ, mà đúng rồi. Em thật sự quý ảnh dạ. Em nhìn thẳng mắt bạn gái nè. Cảm nhận của em người con gái đối diện sao? Cảm giác là người con gái này như thế nào? Em chinh phục để cô gái bấm nút hay không là do tim em. Mình có đập không? Đập mạnh. Đập mạnh hả? Ừ. Thích không? Thích. Có muốn gắn kết không? Có. Rồi, nói. Muốn cái nói gì đó. Thì nói. Nói đi, muốn gì nói đó. Thích. Em có bằng lòng làm bạn gái không? Để họ trả lời đi. Đúng rồi. Dạ. Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bản lĩnh lên. Nha dạ. Rồi, quan trọng bên kia có bấm hay không? 1 2 2 3 3 Tôi nể cô này lắm luôn á. Rồi, chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm đưa tay ra nắm tay bạn gái nào. Bạn gái có đầy đủ tất cả. Anh muốn em thay đổi đó không? Dạ. Nói thật tình luôn. Thế là nhìn nó nhìn mạnh mẽ á. Hả? Nãy giờ chưa hôn em miếng nào luôn. Hôn em miếng nào luôn. Thì vậy nói thì không nói mà hôn người ta không à. Hôn cái coi, mạnh dạy hôn cái coi, dám hôn không? Dạ dám hôn không? Hôn coi, nắm tay vô hôn. Ôm nhau nè, ôm một cái nè. Đó, vô. Được không?
Được không? Được anh. Thơm không? Thơm. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ, dạ. Em cảm ơn. Nè, em gái, cố dạ. lên nha. Dạ. Giúp em trai anh. Thấy vậy thôi chứ em hiền lắm. Anh dạ. tin em. Rồi dạ, có gì hay. Liên lạc chương trình tôi sẽ hỗ trợ tiếp cho. Dạ. Đi theo bảo vệ đi, ta. Đi cầm xuống cho. Người ta nói rằng đàn ông 12 bến nước. Trời ơi. Không biết bến nào trong, bến nào đục mà nằm ở đây nè. Một nửa thương nửa bực. Bực á. À. Ở chung bực. Bực mình đó. Vừa bực mà vừa thương. Chúng ta vươn lên, ta thoát nghèo, chúng ta phải có sự tự tin và cố gắng. Mình càng nghèo mình lại càng bản lĩnh hơn. Trong cái khó khăn nhất chúng ta phải cần mạnh mẽ hơn nữa thì mới thay đổi được số phận thôi. Tôi mà gần anh này tôi còn nói nhiều nữa, tôi sẽ giúp anh thay đổi số phận. Thôi bây giờ là bớt giận đi, chúng ta đến với cặp đôi thứ hai nào. Giận nhưng mà vui, bởi vì em gái đã bấm nút rồi ha. Tôi thích điều này. Rồi chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai nha. Em thấy là hiện tại mình chưa có thành quả gì nhiều nên là mình dành quá nhiều thời gian vào cái việc phát triển bản thân, với lại dành quá nhiều thời gian vào công việc nên thành ra là em chưa có quyết liệt vào trong cái lĩnh vực tình yêu anh Linh. Chính thức thì em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất của em đó là 3 năm. Hồi đó em chảnh lắm chị, em chỉ quen Việt kiều thôi. Cho qua xa đi. Quá đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại thời điểm đó em mới có 22 tuổi à. Cũng là tại vì bị cắm sừng đó chị. Bây giờ chúng ta sẽ mời bạn trai. Chào anh trai, mời đi em. Mời bạn nữ. Em mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ kế bên và chào quý vị khán giả. Em là Nhị Cường, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. À, em làm gì? Dạ, thưa anh, em làm bên ngành bất động sản á. À, được, mày lanh à. Làm sale hay làm marketing? Là làm sale á. À, rồi, vậy khỏe rồi. Dạ. Đất Cần Thơ giờ lên lắm đúng không em? Dạ, đúng rồi. Nào kiếm anh nền nha. Dạ, vâng. Lô góc bán cà phê nha. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái. Dạ, em vào chương trình, chào chị Ngọc Lan và chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Trân, em 27 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em đang làm gì? Hiện tại thì em đang kinh doanh tự do, là em bán thịt bò. Bán thịt bò? Dạ. Chị thích ăn thịt bò lắm. Với lại tại vì công việc của em nó tiến triển theo cái mùa dịch luôn á chị. Lúc trước á, em học đại học xong ra là 3 năm á, là em đi làm. Làm khai thác thị trường, làm sale, làm nhiều thứ lắm. Rồi xong rồi bùng dịch rồi kiểu như kêu em chơi mà kiểu online á. Em thấy không có hứng thú nên là em từ chối. Rồi xong rồi trong cái mùa dịch đó thì tất cả lock out hết rồi, không đúng có ra ngoài đường được. Cái em mới suy nghĩ trong đầu là thôi để mua thịt bò ăn. Có lên trên mạng đặt thịt bò, cái xong rồi cái điều giá với người ta là ồ thấy cái giá cũng ok quá, cũng rẻ quá, mà ở đây lock out hết rồi không ai có hết trơn. Không, mình mua về mình bán. Cái bán online, ồ bán được quá trời luôn. Rồi xong rồi vừa mở cửa ra cái em nói thôi để em lấy ra em bán ở ngoài luôn. Cái cảm thấy là cái thu nhập của mình nó ổn hơn là mình đi làm. Hay quá. Dạ, với lại mình tự làm chủ bản thân của mình được nữa. Còn đi làm thì nó không có phù hợp với lại cái tính cách của em á. Nên là giờ thành cái nghề là bán thịt bò luôn. Em bán ở đâu vậy em? Dạ, em bán ở gần nhà ở quận Bình Tân anh. Trời. Một cô gái rất là năng động và rất là biết cách kiếm tiền trong cái hoàn cảnh khó khăn. Coi như là có duyên đó em ha. Dạ, rồi. Có duyên. Nghề em, chọn mình đó. Nghề dạ, chọn mình đó. Rồi. Em trai cho nhà gái biết cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, thưa anh thì em thấy cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hài hước, nhiều năng lượng. Cái việc mà mình lắng nghe với lại quan tâm người khác cũng khá là tốt. Hay quá. Dạ. Điểm này điểm mạnh đó. Dạ. Mạnh lắm đó. Có điểm yếu gì không? Dạ thưa anh là có. Em thấy cái điểm yếu lớn nhất của em là cái tính hay quên đó anh. Quên là quên nhiều quá không? Dạ quên vừa vừa thôi chứ cũng ta không thiếu nào quá. Mình quên là mệt. Dạ. Thôi mà nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì? Điểm mạnh của em là em lắng nghe được người khác chia sẻ, với lại mình đồng cảm với người ta được. Khuyết điểm của em là không phải tự khen, là tại vì em chân thành quá nên là nhiều lúc trong cuộc sống á, mình chân thành quá thì bị người ta lợi dụng mình á. Rồi khuyết điểm của em cũng là hay càm ràm, kiểu mà làm việc á là phải làm cho dứt khoát.
đừng có lệ mề làm cái này dục cái kia để cho em phải làm lại. Em không thích điều đó. Thế là em là hơi cầu toàn. À, cũng có thể là như vậy. Thế ra thì cái đó cũng không sao hết. Trong cái cuộc sống này thì chúng ta phải nhanh gọn lẹ như vậy đó. Thôi, đường tình duyên của mình sao nè? Dạ, thưa anh, là em cũng muốn chia sẻ về cái chuyện đường tình duyên của em lắm. Rồi. Nhưng mà thật ra là từ đó giờ em chưa có mối tình nào hết trơn á. Nên thành ra là em kiểu như em không có câu chuyện để mà chia sẻ anh Linh. Dạ. Anh không tin luôn á. Thật ra anh không thể tin được. Mà sale bất động sản, miệng gọi là bằng miệng luôn, tay bằng tay luôn, rất là năng động. Dạ. Thậm chí biết cách xử sự, giao tiếp rất là tốt. Mà không có người yêu anh không tin. Dạ. Lý do em có thể chia sẻ một chút lý do nào đó. Em nghĩ một trong những cái lý do lớn nhất mà em thấy hiện tại mình vẫn chưa có người yêu là do em thấy là hiện tại mình chưa có thành quả gì nhiều, nên là mình dành quá nhiều thời gian vào cái việc phát triển bản thân, với lại dành quá nhiều thời gian vào công việc, nên thành ra là em chưa có quyết liệt vào trong cái vào cái lĩnh vực tình yêu anh Linh. Em có thích con gái không? Dạ có. Đàn rồi. Trai còn trong trắng trinh nguyên, chưa bao giờ có một mối tình nào hết. Chưa hung ai luôn hả em? Dễ gì có. Có không? Dạ chưa. Đó, thấy trời chưa ơi. Vậy mới là sự nghi ngờ tôi nói thôi. Còn em nhà ơi, gái tình duyên sao nè? Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức thì em có 3 mối tình. Trời, chính thức rồi đó nha. Còn dạ. Lẻ tẻ chắc khá lắm hả? Dạ. Tại em gái. Dạ, mối tình dài nhất của em đó là 3 năm. Thì cái mối tình đó là kiểu như còn đi học thôi, cũng chưa có nghĩ gì xa xôi lắm. Sau đó là chia tay, là tại vì hai người không có hợp nhau, thì tại vì còn nhỏ mà. Rồi sau đó là em có quen một cái anh này là Việt Kiều á. Với lại hồi đó em chảnh lắm chị, em kiểu em chỉ quen Việt Kiều thôi. Rồi xong mà em cũng, khi mà con trai mà nhìn vô em á thì sẽ đánh giá là nhỏ này quậy lắm, không có hiền đâu. Xong rồi quen cái anh Việt Kiều này á thì quen được mấy năm? 3-4 tháng rồi. Trời ơi, thôi cho qua. Xa quá đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại thời điểm đó em mới có 22 tuổi à, mình chưa có mở mang được cái não của mình á. Cái xong rồi xa quá cái em từ bỏ. Rồi mối thứ ba? Mối thứ ba là cũng là Việt Kiều luôn. Rồi cũng là tại vì bị cắm sừng á chị. À, hai anh Việt Kiều á, kiểu như người ta, cái não của người ta là phương Tây mà, nên là người ta muốn quen theo kiểu là nhiều người, sau đó là chọn lọc một người ra để người ta quyết định là quen. Mà tính của em á thì khi mà biết được người đó có người quen nhiều người khác sự rồi lựa chọn á, dạ, thì em dứt điểm liền. Tại vì em không có muốn mình là sự lựa chọn của người khác. Mình tại vì mình là không phải là đúng không? Dạ đúng rồi, mình không phải là một người không có tốt hay là gì đó mà phải bị như vậy. Coi như là mấy mối tình em là trớt quớt rồi đó. Dạ đúng rồi. À, sau đó là mấy anh đó cũng có liên lạc lại, nhưng mà em đã nói rồi, em dứt là em dứt, em không có phải dạng thà bán thịt bò chứ không dứt quyết không quen mấy người. Dạ, coi đúng mình rồi. Là xây cua. Dạ, mà rồi giờ sao mà mình đổi quan điểm là mình kiếm người yêu Việt Nam? Nó thực tế hơn, khi mà mình tiếp xúc với nhau, gần gũi nhau hơn á thì nó sẽ thực tế hơn là yêu xa. Tại vì mình cũng không có dẫn được á. Rồi. Thì sao mình không có dẫn được okay. Tình cảm. Bây giờ em trai, dạ, em cho anh biết cái tiêu chí tìm người yêu của mình, một cái mẫu hình lý tưởng thế nào để coi có giống bên đây không? Dạ, thưa anh, là một người lý tưởng của em á, là đầu tiên là phải ngoại hình xinh xắn một tí xíu, rồi nói chuyện là phải dễ thương, suy nghĩ phải chín chắn, trưởng thành anh Linh. Rồi. Cộng thêm cái việc là phải biết yêu thương, quan tâm và động viên người khác. Nếu mà bố làm cây xăng được càng tốt. Nếu mà bố làm cây xăng được càng tốt. Dạ. Bây giờ anh thấy bên đây á, là những cái tiêu chí anh vừa ra là có hết. Dạ. Có thể thực hiện hết. Chỉ có cái là xinh này kia thì dễ thương thì do mắt mỗi người thôi. Dạ. Có thể anh thấy dễ thương, anh thấy xinh, nhưng mà em thấy xinh hơn. Dạ. Hay là không xinh thì do em thôi, chút gặp mình sẽ biết ha. Dạ. 90% trở lên tôi là... thấy hình nền bên đây là tôi chịu. Tại vì gu tôi năng động, hiện đại. Ok. Em gái, mẫu hình lý tưởng của mình là gì? Em thì sống thiên về gia đình, nên là em cần người đàn ông đó đối xử tốt, với lại không phải chỉ một mình em mà với ba mẹ, tất cả mọi người xung quanh luôn, là phải có một cái cư xử tốt với lại người đối phương. Đừng có chân diện cho bản thân của mình quá, phải suy nghĩ tới nhiều người khác. Giống như là mình ăn uống cái gì đó phải chừa phần cho vợ mình hay là ba mẹ gì đó. Đừng có ăn hết, ăn tháo rồi sau đó là chừa lại một ít thì thôi, mình nên ăn hết luôn đi. Để lại làm gì nữa. Rồi. Ok. Bây giờ
Em coi mắt nhà trai chưa? Chứ nhà trai chưa coi mắt nhà trai luôn á. Đang muốn hỏi bạn này là muốn quen bạn trai cao nhiêu? Ôi, cao ráo vậy không? Giờ quan trọng là đối với em thì ngoại hình đó thì bằng em cũng được, mà thấp hơn em một chút xíu cũng muốn được. Mập hơn em hay ốm hơn em? Mập hơn em cũng được nữa, em không có quan trọng ngoại hình. Tại vì đó, suy nghĩ của em á, những người mà thân hình mà vạm vỡ đẹp trai là của người ta. Không, chị thấy là nên quen mập hơn em, chứ nếu mà quen ốm hơn em nữa là chị nghĩ chắc là chắc bên kia là ổn đó. Bên kia tất cả thấy là về mặt bề ngoài là ổn, em rất ổn luôn, dày cơm lắm nha. Bên kia người ta yêu cầu vậy mình thấy sao, mình thấy phù hợp không? Dạ, những cái mà bạn yêu cầu thì em thấy là hầu như là em có hết đó chị. Dạ không, thật ra thì cái nhu cầu của người phụ nữ nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Ăn uống được biết chừa phần đó, hay đó, cái này hay nè. Mà có ai ăn không chừa cho người thân mình không đâu. Nhiều người vô kiểu như vô tình á, không có để có vậy thôi. Thường là người ta ăn, người ta phải múc ra cho người lớn trước rồi chừa phần người trước, chứ ai đâu mà thời buổi này có ai ăn mà tham ăn tới mức bạn hết không chừa ai đâu. Lâu thiệt lâu mới có người, không lo chuyện đó. Thôi vậy giờ thôi, còn gì nữa đâu nói. Hết rồi. Bây giờ chỉ nói hỏi người thân thôi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ đi với chị của em. Chị ruột á hả? Dạ chị ruột. Dạ, em chào chị anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Dạ. Dạ, em thấy anh bên đây cũng ok, nên hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu nha. Rồi. Vậy thôi hả? Ok, vậy thôi. Thấy ok được rồi. Thấy ok đó là được. Mở rào. Vậy đi. Đó, coi như chỗ hết tài sale marketing gì đó ha. Anh nghĩ em làm được đó nha. Rồi, tấn công tới tấp em ơi. Vậy là bắt đầu đi em. Dạ. Rồi. Anh có món quà tặng cho em nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Trời đẹp quá. Em cũng có món quà này cũng giống như là cuộc sống với lại con người của em vậy. Nói chân thật như là thịt bò để cho anh ăn. Ok. Dạ, anh đem rồi. Về anh ăn tẩm bổ. Rồi, cảm ơn em. Thực tế vậy đi. Dạ. Chúc gửi anh miếng nóng bì tôm ăn nha. Dạ. Chào em. Dạ, chào anh. Ừ. Thì cho anh hỏi là không biết bữa giờ từ đó giờ là em có về Huế đồ chơi bao giờ chưa? Dạ chưa. Ừ. Em chỉ đi ra ngoài Hà Nội thôi. À. Chưa có đi ra Huế. Nếu như mà có dịp thì em sẽ ra ngoài đó chơi. Ừ. Thì hy vọng là trong tương lai anh sẽ dẫn em ra ngoài đó chơi. Ok. Mà anh vô trong đây lâu chưa? Anh vô trước đó là anh vào làm trên Sài Gòn á, nhưng mà thời điểm này là anh làm dưới Cần Thơ á, thì làm dưới đó khoảng 6-7 tháng rồi. Mà hồi nãy em có nghe là anh nói là anh chưa có mối tình nào hết. Ừ. Là lý do tại sao? Lý do thì như hồi nãy anh chia sẻ với em rồi đó, là giống như anh thấy là hiện tại là mình kiểu như mình chưa có cái thành quả gì lớn á, nên thành ra anh dành quá nhiều thời gian vào cái việc phát triển bản thân nè, rồi dành quá nhiều thời gian vào làm việc nè, nên thành ra là không có quyết liệt trong cái lĩnh vực tình yêu, nên thành ra đó là một trong những cái lý do lớn nhất mà hiện tại là mình vẫn còn độc thân á em. Ồ. Ừ. Vậy anh tham gia chương trình này là anh đã đã quyết tâm, đã quyết liệt rồi. Đã có được thành tựu rồi. Không, nói chung là vẫn chưa, nhưng mà anh thấy là kiểu như bây giờ mình, ví dụ như mình có hai lựa chọn. Ừ. Một là mình đi một mình và mình vừa làm việc, còn cái lựa chọn thứ hai là mình tìm người yêu và kiểu như là mình cân bằng cuộc sống, vừa có người yêu vừa làm việc em. Nên thành ra anh thấy cái lựa chọn thứ hai, tại vì 6 năm qua cái lựa chọn thứ nhất của anh đã trải qua rồi, nên anh thấy nó không có được ok cho lắm. Anh thấy hình như mình thiếu một cái gì đó, nên bây giờ anh thay đổi. Bây giờ vậy đi, em với bạn gái lại đứng nắm tay với nhau nói chuyện cho nó tình cảm chút xíu, mình giao lưu về cảm xúc ha. Dạ. Hồi đó thì chưa yêu ai, chưa nắm tay ai rồi, không phải nắm vậy. Không, để vậy nè. Đó, okay. Đúng rồi. Thì khi mà ví dụ như hai đứa mình mà quen nhau á, thì em dự định là bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân? Khi hai đứa mình cảm thấy ổn, cảm thấy là hợp lý thì mình sẽ đám cưới, còn thời điểm, thời gian bao lâu thì không quan trọng. Với lại ví dụ như là nếu mà mình có cơ hội mà mình tiến tới hôn nhân thì em muốn là mình sinh bao nhiêu con em? Trai gái cũng được. Hai đứa là được. À. Dạ. Quan điểm của anh á, khi mà mình kết hôn á, anh giúp gì được cho gia đình? Chẳng hạn như là làm việc nhà hay là giúp đỡ gì đó. Là... rồi ba mẹ hai bên như thế nào? Là về bên gia đình của mình và bên nội bên ngoại, đúng không em? Dạ đúng rồi. Thì đương nhiên là cái đó là cái trách nhiệm của một người đàn ông rồi. Mình sẽ nỗ lực làm sao để mà quán xuyến hết về cái gia đình. Thứ nhất là cái gia đình nhỏ của mình trước. Nói chung là anh sẽ nỗ lực hết sức, hết khả năng của mình. Và chắc chắn là anh sẽ quán xuyến được hết tất cả về bên nội, bên ngoại và bên gia đình nhỏ của mình luôn. Ồ, vậy còn công việc nhà là em sòng phẳng lắm.
Dạ, em làm cái này thì anh phải làm cái khác, mình chia sẻ với nhau. Chứ không phải là theo cái kiểu phong kiến của người xưa á, là phụ nữ làm còn đàn ông là ngồi nhìn. Chia sẻ TV là em không có rồi, cái đó. Rồi cái đó thì anh làm được. Dạ, ok. Em bán thịt bò thì anh cũng biết xào bò. Dạ, đúng rồi. Hát bài tặng bạn gái đi. Thưa anh Linh là em muốn hát nhưng em hát hơi dở nên... Okay. Em gái hát trước cũng được. Cái bài hát này á, thì em mới nghe con nhỏ em của em nó mở thì em cảm thấy là cái lời bài hát nó cũng ổn. Thì là em sẽ hát ở đây nhưng mà có nhiều cái là em không có thuộc lời lắm. Không cần. Thì nói chung là cái tấm lòng của em thì để ở đây thôi. Hát cho bạn trai cảm nhận thôi. Lưu số em đi, khi nào má có cưng con dâu thì gọi cho em. Em lại quên rồi. Dạ. Em trai hát gì đó cũng được. Dạ. Vậy em xin hát hát bài này nha. Ok. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này không ai gặp ai tốt hơn em. Trời, cảm ơn anh nhiều. Rồi, được rồi. Về vị trí đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một người cùng nắm tay mình đi suốt cuộc đời còn lại hay không. Quyết định bấm hay không là của các bạn. 1, 2, 3. Chúc mừng, chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Thật ra nha em gái, anh rất thích cậu này. Một con người trưởng thành, rất là chín chắn và đàng hoàng. Từng câu nói đến cử chỉ luôn. Bây giờ coi như ba mẹ hai bên không có ở đây, hai ba mẹ hai bên gia đình đang theo dõi chương trình. Đầu tiên em sẽ xin phép gia đình của bạn gái cho tụi em làm quen với nhau và hứa cái gì đó. Con chào hai bác. Dạ, con là Cường. Thì đầu tiên là con cảm ơn hai bác vì đã cho con có cái cơ hội được làm quen với bạn. Thì con xin hứa với hai bác là con sẽ cố gắng làm sao để mà bạn gái là không có buồn mà sẽ là luôn luôn hạnh phúc. Dạ, con xin cảm ơn hai bác. Em gái nói gì với gia đình của Cường đi. Dạ, con cũng chào hai bác. Thì hôm nay cũng có cái dịp là con cũng là cái duyên để con gặp anh ở đây. Thì con cũng mong hai bác là sẽ cho con với lại anh này quen nhau, tìm hiểu nhau và có thể là đi tiến xa hơn. Tôi thích cặp này đó. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Xách bò về, kết hợp với cái này nấu ăn. Thời lượng chương trình thì cũng đã hết rồi, hai cặp đôi của chúng ta cũng đã bấm nút rồi, nên là chúng tôi sẽ phải tạm biệt quý vị. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi nhé, 17:50 thứ bảy hàng tuần và 22:30 thứ hai trên kênh HTV7. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ từ chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Lan vừa lên xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chương trình sau. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Có vũ phu không? Dạ không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị
Mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. Điểm mạnh, điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình, để em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học, do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau, nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được một năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết. Lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn. Anh cũng quan tâm, anh cũng chăm sóc em. Nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng, quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phương. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ không luôn. Em nói một cái em. Dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. Hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ có. Em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Profile khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Five, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Dạ. Thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ còn, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là làm bạn nghệ ấy thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao?
bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ, mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm, có ghen không? Dạ không. Không ghen? Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. À đó, không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó, rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba mẹ quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi, rồi mình thể hiện tất cả những tài năng của mình cho nhau nghe để chinh phục đối phương nhé. À, hôm nay đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được món quà anh. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Ừ, dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận, mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ, tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Lát nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? À, em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em, quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai. Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhìn cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ trọng hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác, tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác và được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau,
Và lời anh muốn nói với em là và sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc nắm không buồn, gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến bạn Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Em xin hết ạ. Trong hồi cuối tiến tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái. Hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nhau. Nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Dạ. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác, những cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi. Về ghế ngồi đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị. Ôi, tình như tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha. Xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là Trọng Hữu. Hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, các bạn đi đường này nè. Đi, chị Lan cầm đồ cho. Chúng ta lẹ tới với cặp đôi thứ hai đi. Đang vui, đang hứng á. Đang vui đúng không? Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ không nợ đó, chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Em đã làm được cái gì cho vợ em? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh không biết nè. Anh có đang chưa có nghĩ tới. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em tên Vũ, em ở Rạch Giá. Em là cái gì Vũ? Quốc Vũ, Bùi Vũ. Bùi Quốc Vũ. Dạ. Ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Em làm gì Vũ? Nhà em có công ty riêng, em phụ giúp gia đình. Công ty riêng rồi làm về gì Vũ? Phân phối sản phẩm tả em bé, tả hấp ghi. Tả em bé đó hả? Dạ đúng rồi. Mình sinh năm mấy? Em sinh năm 86. 86. Rồi, chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè. Em chào chị Ngọc Lan,
Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em là Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kế toán. Em sinh sống và làm việc ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh và huyện nào vậy em? Dạ, ở thành phố Trà Vinh đó anh. Thành phố Trà Vinh luôn. Dạ. Trà Vinh đi Kiên Giang thì cũng không xa lắm nha. Mình, dạ. Mình đi qua Cần Thơ tới ngã ba Lầu Tẻ quẹo xuống thôi ha. Rồi bây giờ đường cao tốc đi cũng dễ rồi. Em nói cho bên nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của em đi Vũ. Ưu điểm là em kiên trì, siêng năng, chịu khó. Kiên trì, siêng năng, chịu khó hả? Em làm cho gia đình em, nhưng mà em làm nhiệm vụ gì Vũ? Tất cả là kế toán, mà giao hàng, làm đủ thứ hết. Ông kế toán luôn hả? Dạ đúng rồi. Ờ, giỏi vậy trời. Là biết thôi chứ con không phải làm. Trong công việc là biết hết. À coi như coi quản lý chung gia đình ha. Khuyết điểm là gì? Ngại trước đám đông, rồi sợ gái. Sợ gái hả? Rồi, mời nhà gái đó, bên đây đang sợ gái đó. Mình có ưu điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, cẩn thận, tận tâm với công việc. Sống thì yêu thương, quan tâm, chăm sóc, biết lắng nghe. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi thiếu tự tin. Với có khi cũng sống hơi bi quan chút. Với những cái vấn đề mới thì em cũng cần thời gian, nhiều thời gian để mà tiếp cận chị. Không sao, biết đâu là sau chương trình này thì em sẽ có một người ở bên cạnh động viên em, để em có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Dạ, cảm ơn chị. Đường tình duyên em sao? Trên 3 người. Trên 3 người? Dưới mấy người? Không có dưới à. Cái mối tình đầu tiên là em quen được mấy năm? Dạ, 4 năm. 4 năm. Mối tình thứ hai? 2 năm. 2 năm. Mối tình thứ ba? Năm mấy, năm rưỡi. Là coi như 7 năm mấy yêu đương đó ha. Em là quen không đúng không? Yêu nhau sâu sắc không? Dạ cũng sâu. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Con lớn hay nhỏ? 4 tuổi, gái. À vậy là sâu sắc rồi. Nhưng mà có cãi nhau gì lớn không? Tại sao chia tay? Dạ không. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ là không nợ đó chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Lạ lùng vậy ta, tôi phải qua tôi gặp cái anh chàng anh này coi. Là... Ừ. Phải có phải vấn có đề gì đó chứ. Nó mới chia tay chứ. Không có cách nào mà tự nhiên không có nợ được tự nhiên hai người chia tay chứ. Chào thì em. Là em nghĩ như tay. Thật ra Vũ biết không? Không phải là tụi anh soi cho ra vấn đề đó đâu. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là chúng ta phải biết được chúng ta có lỗi gì trong cái chuyện là một là cuộc tình, hai là cái chuyện gia đình đó. Hay là Vũ ngại chia sẻ cái việc này với mọi người? Nó cũng khó lắm. Vậy tại sao các bạn đến được với nhau? Thì có duyên. Thế rồi sau cái buổi ngày hôm nay, nếu như hai bạn bấm nút là bởi vì hai bạn cảm thấy là bạn có duyên với cô gái này, xong cái ngày mai các bạn không tiếp tục với cô gái này, các bạn cho là không có nợ. Cái duyên cái nợ nó đâu phải dễ đến và dễ đi như vậy được. Thì bây giờ cái mong muốn em có một cái người bạn gái sắp tới, nó là cái hình mẫu như thế nào? Chuyện hiểu đẹp là được rồi. Đẹp là được rồi hả? Đúng. Bên đó thì xinh lắm, cô gái bên đó rất xinh và trong trẻo. Em có mong muốn cái người phụ nữ đó có tính cách như thế nào không? Mạnh mẽ chút. Rồi, gì nữa? Sạch sẽ chút. Sạch sẽ, thơm. Thơm tho, rồi. Đúng không? Có cái điều gì Vũ không thích ở phụ nữ không? Không. Không có hả? Đúng rồi. Người ta làm sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Hợp với mình là được. Ok. Để coi sạch sẽ ha. Dạ em chào anh. Rồi, xin chào em gái. Dạ. Dễ thương, rất là xinh ha. Ủa em gái làm kế toán hả? Dạ. Ở Trà Vinh luôn? Dạ. Quê nhà mình ở đó luôn? Dạ. Mình đang sống với ai đó? Dạ em sống với ba mẹ. Em bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình lúc em đi làm. Rồi khoảng 2 năm thì bạn đó cũng đi làm một nơi khác đó, như xa mặt cách lòng rồi tụi em cũng nhạt dần. Đó cũng là một lý do để chia tay nhau. Đúng rồi. Ha, xa mặt cách lòng. Và bây giờ thì cái mối tình này nếu mà có gắn với nhau thì nó xa không vậy em? Trà Vinh với lại Kiên Giang đó. Em nghĩ khoảng cách cũng không có đến nỗi xa đâu. Đó, được. Vậy là được rồi ha. Rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn bạn có việc làm ổn định, cũng có cầu tiến trong sự nghiệp, yêu thương gia đình, chung thủy. Hoàn cảnh bên đây là có một em bé rồi đó, em có chấp nhận cái hoàn cảnh này không? Có ngại không? Để em tìm hiểu rồi từ từ em sẽ suy nghĩ lại. Tức là vấn đề con cái là em không ngại ha. Rồi. Bây giờ thì hỏi người thân thôi. Hỏi người thân thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Em là bạn thân của Oanh.
Thì hôm nay đến chương trình cũng muốn ông tìm hiểu được một tâm đầu ý hợp để làm bạn trên con đường đời phía sau này. Em thấy bạn trai bên này thứ nhất có là về khoảng cách địa lý thì cũng hơi xa đó. Thứ hai nữa là bạn cũng cảm thấy là những chia sẻ của bạn có phần hơi hời hợt. Em chỉ góp ý vậy thôi, còn phần quyết định sẽ do ông. Rồi, cảm ơn em. Vũ đi với ai? Em gái của em. Em gái hả? Rồi, chào em gái dễ thương. Vâng, chào chú Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào chị. Chào em. Dạ, anh hai con thì thật sự là khá ngại đám đông. Em nói với anh hai là chị thật sự là dễ thương, đúng với mẫu của anh hai luôn á. Hiền lành, dạ thật sự. Em gái có thích không? Dạ thích. À, thích người dạ. Chị vậy đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì cảm ơn có em. Duyên hay không nha, tùy Vũ thôi. Bây giờ thì duyên nợ nằm ngay chỗ này. 2, 3 mở rào. Chuyện còn lại là của Vũ đó. Vũ bắt đầu đi. Anh ạ. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có quà tặng anh. Dạ em cảm ơn. Vũ nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Dạ em đang không biết nói gì. Trời ơi. Mình tập nói đi. Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em cũng không tặng hoa bao giờ. À, rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng. Em đưa vậy thôi đó hả? Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Nó nằm chỗ đó đó. Rồi ngồi rồi, đi thôi, hai bạn ngồi đi. Đây chị hỗ trợ cho. Dạ, dạ. Em chào anh. Em nhiêu tuổi rồi, nãy anh chưa nghe rõ. Dạ em 35 tuổi. Hồi 35 nhìn không ra luôn á. Tôi nghĩ 25 không đó. Dạ em cảm ơn anh. Có mấy người theo đuổi rồi? Dạ em cũng có tìm hiểu một số người. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau anh. Cho nên là không có tiến xa được. Khác nhau thì sao? Có thể là khác về sở thích hoặc là khác về quan điểm sống. Công việc của anh có vất vả lắm không? Không em, anh làm ngày có 2-3 tiếng à. À, vậy là có người hỗ trợ hay là... Đúng rồi. Dạ. Thu nhập của anh có ổn định không anh? Anh cũng biết là tại thường thường anh làm thì nhiều thì cứ quay vòng vốn thôi cho anh không có thu nhập sao. Doanh số cao thì hưởng nhiều, doanh số thấp thì bán rớt thì doanh tiền ít thôi. Thời gian rảnh thì anh thường làm gì? Đọc sách, tập thể dục. Quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh cũng biết thôi em, anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá. Anh cố gắng để xem em nói gì nhưng mà thật ra nó kiểu cũng không được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết quan điểm là sao. Bởi vậy em không quan điểm, chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À, thích nhau là yêu thôi hả? Rồi, dạ. Tội nghiệp cái này quá ta. Hồi đó giờ em yêu 3 mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em có nói gì vợ em yêu anh yêu em hả? Anh thích em này kia không? Em ít nói lắm, em không nói. Không có nói luôn. Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2 em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà vậy không? Ít lắm. Em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ thật sự là tâm nguyện quyết định của anh hai em. Tại vì anh hai em quen ai hay là cưới thì sao thì thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À, thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em, 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết. Em thấy như sao? Dạ, thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Vẫn tính em nó trầm tính lắm, em không làm được. Có lẽ anh hai ít có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì
cũng không ai quen với mình đâu. Theo anh nè, gọi điện cho anh thường xuyên. Dạ. Anh sẽ có cách để trao đổi với em. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Thì sao để người ta thương mình được? Em cũng không biết, tự người ta thương em mà em thương lại đây. Hoặc là em thương người ta, ta thương lại, em không chứng minh được. Ủa, người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết người ta thương, em thương người ta chứ. Nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu. Đúng không? Thật ra Vũ rất là hiền, Vũ không phải con người xấu đâu. Vậy giờ tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn tham gia chương trình? Bạn kiếm vợ. Bạn không biết vợ. Kiếm bạn vợ. Muốn kiếm vợ. Vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ? Khó, câu này khó. Để tôi trả lời. Thật ra là bạn không nói được. Thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm. Hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn. Thật ra bạn rất muốn nói là yêu, nói. Dĩ nhiên là không có yêu được liền trong cái lúc này đâu. Nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi, bạn có sự nhiệt thành. Đúng rồi, Ngọc Lan hiểu ý. Nhưng mà tại tính từ nhỏ lớn là gì. Nó khó quá. Mình không biết nói làm sao nữa. Không biết nói làm sao. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Bạn phải làm cách nào để bạn, nếu mà bạn hiện tại nè, nếu mà bạn đang thích cô gái này, rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi. Nhưng đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút. Tại vì chúng tôi không bấm nút giùm cho bạn được. Sao anh giờ thấy em thấy quen dữ lắm á. Đó, đó vậy đó, cứ tới luôn đi, tới đi. Không quen rồi sao nữa. Không biết quen ở đâu, gặp ở đâu thì anh không biết. Rất là quen. Có thể là em giống người quen nào của anh. Tại vì ở Kiên Giang thì em đúng cũng em ít. Trà Vinh phải không? Dạ, em đúng cũng rồi. Ít đi lên trên đó lắm ạ. Dạ. Hẹn người ta đi chưa chơi. Chưa bấm nút mà sao hẹn? Tưởng tượng ra một cái hình bây giờ, ảnh sẽ hẹn hò. Bây giờ anh hỏi, dạ. Em nha. Dạ. Em thấy cái người đối diện đó em có thích không? Có hợp với ý em không? Dạ. Hợp. Sạch sẽ, giày cũng sạch. À. Có cái mắt kiếm đó. Em tặng mấy đậu à? Dạ em 3 độ. 3 độ à. Thí dụ giờ bạn em thích bạn gái đó, bạn gái Trà Vinh. Dạ. Bạn ấy nói giờ em ở đây kẹt rồi, em không đi Kiên Giang được. Em có xuống Trà Vinh thăm bạn gái không? Dạ thì xuống chứ anh. Xuống không? Đó là phải xuống rồi, là chạy xuống. À phải xuống ha. Dạ. Rồi, bây giờ nè từ từ. Ví dụ như ngày hôm nay bấm nút hẹn hò thì cái lịch mà bạn hẹn hò với cô gái này á, nó như thế nào? Một tuần bạn đi Trà Vinh thăm cô gái này bao nhiêu lần? Hẹn hò ra sao? Chắc phải nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Lý do tại sao lâu vậy? Công việc nữa chứ không phải. Bạn nói với tôi nãy là một ngày bạn chỉ làm có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, nhưng mà ngày nào cũng phải làm chứ không có. 2-3 tiếng đồng hồ bạn làm xong rồi bạn đi qua bên đây bạn thăm người ta. Không được. Không được luôn. Nửa tháng mới gặp nhau 1 lần thì em thấy có phù hợp với em không? Dạ nửa tháng cũng được chị. Rồi. Bây giờ nè em gái. Qua được chuyện rồi đó. Giờ là em gái. Thật ra anh Vũ này dễ thương lắm bởi cái bản tính vậy thôi. Chứ thật ra anh là người tốt đó. Vấn đề là em có thể thay đổi anh được hay không thôi. Nếu em thấy đây là người có thể thay đổi được, thích nghi với mình theo thời gian được thì mình cho anh cái cơ hội. Vậy thôi, quan trọng là em thôi. Em có bấm nút không? Dạ bấm. Em có thích cô này không? Cảm giác thấy gần gũi. Gần gũi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quan trọng là em thôi. Hết thời gian. Đúng. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, chuyện gì đã có rồi đó. Em cảm nhận là em chưa được hiểu anh này lắm. Đúng rồi. Anh chia sẻ ít quá. Đúng rồi. Khó hiểu đó. Đã, hơi khó hiểu. À, thôi thì nó đã vậy rồi, không thể nào khác được ha. Sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái đó. Em rất là dễ thương luôn. Rồi cũng sẽ có người bấm cho Vũ thôi. Dạ.
Tính đây chúng ta đành phải chia tay thôi, không có duyên nào gì hết. Giữ lấy những món quà của chương trình nha. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC 35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Ok. Đàn ông không à? Vậy là đi bia ôm. Dạ không, đi bia ôm. Chờ xuống với người tài. Xuống nó không biết bơi. Nước thì anh, thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó xong nước không à? Sông nước nhưng ta có cầu mà. Thôi giờ sợ. Thì anh hít đất che 10 cái. Hít đất che 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ. Thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Họ là ai? Họ chia sẻ câu chuyện họ như thế nào? Chàng trai có đây rồi. Mọi người đợi Tường trong vài giây thôi nha. Rồi, mời em gái. Xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, to rõ những thông tin của mình để cho đối phương có thể lắng nghe được nha. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, xin chào chương trình ạ. Chào chị Cát Tường. Rồi. Mình là tên Vũ, năm nay là 30, 30 tuổi rồi. Sinh năm bao nhiêu Vũ? Dạ, 1991. Vũ đang làm công việc gì, quê ở đâu? Bên kỹ thuật viễn thông của một công ty á, FPT gì. Rồi có xăm mí mắt không vậy? Dạ không chị. Rồi mắt nhiên... đẹp quá trời, mắt to mà đen long lanh, lát em coi thử đúng không nha. Rồi bây giờ em gái giới thiệu nè. Dạ chào chị Cát Tường. Chào anh đối diện ạ. Dạ chào khán giả đang xem truyền hình ạ. Thì hiện tại em tên là Lan ạ. Thì em 27 tuổi. Thì công việc của em là kế toán. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn quê của em là ở Bến Tre ạ. Sau này ví dụ như lấy chồng lập nghiệp mình muốn ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là ví dụ chồng mình có về quê thì mình có ngại theo chồng hay là không? Dạ em không ngại vấn đề đó chị. Rồi miễn là có được một người chồng. Dạ đúng rồi, cũng như là mình cũng như ở đâu cũng được, miễn là mình quan tâm với ba mẹ mình được là được rồi. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là cũng như hơi trầm tính xíu chị, ví dụ như là cũng hơi thất thường lắm. Ví dụ như là vui thì vui lắm, mà còn buồn thì em im ru à, không nói gì hết. Mình có cái tật xấu gì không nè, hay là cái khuyết điểm gì không nè? Cũng nhiều lúc cũng hơi nóng tính đó, ví dụ như mà cái việc mà mình không có như ý của mình á, cũng hơi bực trong người á, cũng hơi nóng tính xíu mà xong là không có gì hết. Dạ. Còn bên mình, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì em tự lập từ nhỏ á, cái gì em làm cũng được hết. Việc trong nhà là em làm được hết. Em hơi nóng tính một xíu, tức là em khó tính nữa. Em đang làm cái gì á, hay là đang nói chung là tập trung vào công việc á mà có tác động ở bên ngoài là em khó chịu. Rồi bình thường bây giờ mình ở nhà vậy rồi ăn uống nấu nướng sao? Dạ, mình tự ăn chị. Ăn cơm ngoài, ngoài à? Đúng rồi. Không, ăn cơm ngoài không chứ không có nấu cơm ăn. Dạ không, tại vì em đi làm tối ngày mà, sáng là lại đi làm mà. Bên đây là cần một bàn tay người phụ nữ chăm sóc nè, cho mới có da thịt đẩy đà, cấu trúc gương mặt là rất là đẹp trai. Tuy nhiên là hơi ốm, tôi nói trước để mà bên đây người ta biết. Đó, rồi thôi, rất là thông cảm đi các bạn mà phải xa xứ để mà mưu sinh và lập nghiệp thì nó vất vả như vậy đó. Tình trường thì sao? Dạ, em trải qua một mối tình thời học sinh sinh viên á chị, nó cũng không có gì thôi. Rồi cuối cùng là em đi làm riết rồi cứ sáng đi tối về rồi tối lại thì ăn xong rồi ngủ à. Nhưng mà em đi làm giờ giấc công việc như thế nào, mấy giờ là xong việc? 7 giờ thì mình làm công việc nó cũng không có cố định á. Ví dụ mình phục vụ khách hàng mà, khách hàng về
có khi là 6-7 giờ tối khách hàng mới về thì mình cũng phải phục vụ. Vậy rồi nguyên buổi tối là ở nhà không vậy đó hả? Dạ, đi làm về mệt thì không có đi đâu được hết. Rồi mà cả chục năm vậy không bạn không bè không gì sao? Dạ, trong này cũng ít bạn bè cũng ở quê hết à. Mà cũng không có ngắm nghía một cô nào sao đi không làm phải chung? Không ngắm nhưng mà nói chung là em không biết, em gặp người lạ em không biết bắt đầu như thế nào á, đang nhìn vậy thôi chứ còn mình không biết. Thật ra đúng đó, bạn trai này chia sẻ đúng là tâm lý của những cái bạn trẻ mà đặc biệt là những bạn không phải thành phố Hồ Chí Minh đến đây lập nghiệp và không có bạn bè công việc rồi mình cuộc sống mọi thứ đúng là khó. À, tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào chị, tại vì cũng lo học với lại lo tìm việc làm trước, mình ổn định rồi mình mới tìm được đối tượng á. Dạ, thì cô hồi sinh viên thì em cũng có đơn phương thôi ạ. Thì cũng không tới đâu. Đơn phương là mình thích người ta. Dạ đúng rồi. Người ta có biết mình thích ta không? Dạ, cũng như là trong lớp á thì anh đó thì cũng học giỏi, thì mình giống như mình ngưỡng mộ, mình idol vậy đó ạ. Nhưng mà mình biết bạn đó có bạn gái rồi thì mình không có theo đuổi nữa. Từ lúc ra trường đi làm tới nay chưa có để ý một ai hết trơn hả? Dạ chưa. Có ai đeo đuổi mình không? Có là có mình không thích, chưa phù hợp hay là không có ai luôn? Dạ cũng có ạ. Nhưng mà mình không thích với lại mình không thấy đúng gu của mình á. Có vẻ như hai người này đều còn rất là trong trắng trong cái chuyện tình yêu. Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ thì chủ yếu là biết quan tâm mình là được rồi chị. Làm việc nhà rồi chia sẻ những công việc với mình. Cũng như là mình buồn thì cũng có người để nói chuyện, mình vui cũng có người chia sẻ. Em thiên về tình cảm nhiều hơn. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em ưa nhìn một xíu và thì phải cao hơn em ạ. Em thấy hơi cao à, em cao nhiêu? Dạ có 1m6 thôi chị. 1m6, bạn này cao nhiêu? 1m68. Rồi, có điều gì em không thích về một người bạn trai? Không biết bạn trai bên đó có hút thuốc không ạ? Có rồi. Đó, có rồi. Đó. Yeah, vì cái kiểu ở xa nhà mà ở một mình nữa chắc chắn là có hút thuốc. Anh tới từ từ cai đi ạ. Hút nhiều ít, ngày hút bao nhiêu? Ít chứ còn nhiều, một gói có khi một 2-3 ngày. Hết hồn gói có khi 2-3 ngày. Bây giờ mình bớt dần dần lại đi. Tại sau này lấy vợ sẽ có con cái rồi nữa rồi cũng phải từ từ bỏ hả? Có nghĩa không bỏ hẳn, lâu lâu một vài điếu cũng được. Mình đừng có bị phụ thuộc vào nó quá. Về sức khỏe của mình nhiều khi cũng hút thuốc quá mà mập không nổi á. Có đi khám sức khỏe định kỳ không? Dạ có, công ty là tháng năm nào cũng khám định kỳ. Đó, hút thuốc nó cũng không có tốt cho phổi của mình nữa nha, từ từ bỏ nha. Ảnh hưởng cho người khác nữa, là cái người hút thuốc bị động người ta sẽ bị nhiều khi bệnh còn nặng hơn cái người hút thuốc chủ động. Có yêu cầu gì nữa không? Phải hiền xíu ạ. Tại vì dạ tính em cũng ấy, cũng hiền mà bạn đó giữ quá em làm xíu. Em là vừa hiền hay dữ? Em thì nóng tính trong cái lúc đó thôi chứ còn xong là xong rồi. Rồi thế còn em, tiêu chuẩn em muốn tìm một người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Biết sống đối nhân xử thế đối với em là cái quan trọng nhất. Mình sống một con người với con người á, mình làm sao cho nó đừng có mất lòng nhau được. Có cần cái bên ngoài như thế nào không? Chuẩn dạ, mắt không. Mũi miệng tóc tai cái đó thì mình nhìn sâu rồi mình mới được chứ. Rồi cơ bản là như vậy. Em có đem hình ảnh gì theo không hai em? Dạ có, một tấm nó được cũng vậy. Đâu được, đưa đây coi cho bạn gái đoán thử xem. Anh nào? Anh tại sao hiền. Em đoán là anh đó? Tại vì anh nói anh cũng hiền, còn mấy anh này thì... Đoán là được ai chưa? Đây phải không chị? Tại sao đoán là cô đó? Dạ, tại vì đoán theo chiều cao. À, dạ. Cao đó hả? Rồi, xin mời hai em nhìn qua cánh cửa trái tim. Sao, đúng không? Em không biết là đúng hay không nữa. Trời ơi, đúng ngoài vậy rồi mà còn không biết đúng hay không nữa hả? Sai. Chắc là đúng hay sao? Đâu mà đúng, trời ơi. Ngủ đây nè, mặc áo váy cam đúng không? Dạ đúng. Đó mới đúng. Dạ đúng. Ờ, à, còn em sao? Ảnh đâu? Kế bên. Ờ, à, kế bên. Chúc mừng hai bạn. Rồi, chặt lóc luôn rồi. Hồi nãy gì đây? Dạ quà. Tặng đi. Dạ, em có món quà gửi cho anh ạ. À, cảm ơn em, tại vì anh bên này chương trình gọi hài gấp quá nên anh chạy từ quận 9 lên đây là chưa có quà cho em á. Dạ không sao. Cái này quà tặng sau nha. Có không à? Có mới nói à, bây giờ bị phạt nè, vừa không có quà cho người ta mà còn vừa đoán sai hình nữa, mà nhìn nhau rồi mà còn chưa nhận ra nữa, bây giờ có hình phạt. Ảnh á, bây giờ mình phạt ảnh hát được không? Thế được ạ. Rồi mời em. Cánh hồng phai. Rồi mời em là một đoạn cánh hồng phai. Hát vài câu thôi. Rồi vài câu thôi cưng. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài,
Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhưng mà giọng này là giọng chắc ở nhà không đi chơi có luyện nè, ở nhà luyện hát, luyện karaoke nè. Đúng không Cưng? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà sao cuộc sống tẻ nhạt quá vậy, rồi ở nhà không? Có đi ra ngoài cà phê, gặp pháo, dạ, có phim, có ảnh không? Nhưng mà công ty em là toàn thanh niên đàn ông không à. Vậy là đi bia ôm. Dạ không, đi bia ôm. Ví dụ như là cà phê, ăn nhậu với lại làm mấy anh có gia đình thế rồi. Có nhậu không? Em nhậu thì cũng không có phải là vì nhậu, không phải là thường xuyên. Ví dụ như là có tiệc gì ở với đây chứ còn không có ăn nhậu vì ngày nào cũng nhậu được đâu. Em nhậu là ít nhậu lắm. Rồi thí dụ bây giờ có bạn gái thì mình hẹn hò như thế nào? Mình sắp xếp thời gian cho bạn gái như thế nào? Không phải là em bận nhưng mà tự do đó. Em muốn bận, em không muốn nghỉ. Ừ. Chứ thời gian thì sắp xếp được hết chị. À, khi mở cửa trái tim này ra thì cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Dạ em thấy anh này cũng hiền, không giống trong tấm ảnh. Trong tấm ảnh thì không có hiền. Bây giờ chúng tôi sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và trao đổi những thông tin với nhau, tìm hiểu công ăn việc làm, là hẹn cái giờ giấc, coi mình hẹn hò như thế nào nha, quan điểm về hôn nhân gia đình luôn, để mình xem mình có đi với nhau được đoạn đường dài hay không. Rồi mời đồ ăn. Rồi, trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Đúng là buổi trưa chúng ta đói bụng rồi. Mời hai em sẽ thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Indochine. Đó là món gỏi và cháo gà. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha không. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi Cưng. Ủa gì bình thường anh làm, anh nghỉ thứ mấy? Là một anh làm tuần nguyên tuần luôn. Có một ngày ốp, mình ốp ngày nào cũng được. Đó là anh tự lựa chọn đúng không? Đúng. Không biết là bình thường anh làm trễ nhất là mấy giờ ạ? Buổi tối có đi đâu chơi không? Nếu mà bình thường không có việc gì thì anh có thể làm tới 6 giờ tối. Khách hàng á, mình phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Dù mình có thể hẹn ngày mai hoặc là không, nhưng mà mình muốn làm thì mình cứ làm thôi. Anh thì ít nói lắm. Mình phải bắt chuyện anh mới nói được nha. Em khó rồi mày. Không biết anh có xuống Bến Tre chưa? Anh xuống tới Long An là hết rồi. Còn chưa tới xuống cái đó nữa. Chưa có dịp đúng không? Đúng rồi. Chưa xuống dưới miền Tây. Xuống nó không biết bơi. Nước thì anh, thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó sông nước không mà. Sông nước nhưng ta có cầu mà. Sao bây giờ sợ? Anh cũng ăn đi, tại vì em đang làm răng á. Nên anh cũng hơi khó xíu. Anh có gì hỏi em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Chắc không có gì hỏi quá. Vậy ví dụ như bây giờ hai đứa mình quen nhau thì anh dành thời gian nào cho em? Em muốn thời gian nào cũng được thế à. Nhưng mà ban ngày đi làm rồi mà em muốn buổi tối thôi chứ. Còn ví dụ như ngày Chủ nhật hay ngày thứ bảy em nghỉ thì ngày hôm đó anh ốp thôi. Thời gian thì quá đơn giản. Thì là sắp xếp được đúng không? Đúng rồi. Anh ốp mấy ngày cũng được mà. Nhưng mà ốp làm gì quan trọng là mình đi đâu, mình làm gì mình ốp. Nói chung là cũng làm tay chân cũng cực lắm á. Trời ơi, hai người này mà yêu nhau chắc đi chơi hẹn hò và dắt tôi theo quá à. Sao không ai nói năng gì hết trơn cái trọ vậy? Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Dạ, cái đó thì em không có thích lắm ạ. Ví dụ như mình tìm hiểu, mình yêu thương thì nhau thì mình quyết định tới hôn nhân luôn à. Ví dụ như bây giờ em lấy chồng, ngày em phát hiện ra là chồng em hay đi làm mà, rồi công việc, hay ngoại giao, hay tiếp khách, rồi hay đến những cái nơi nhạy cảm, ví dụ như đi uống bia ôm, đi cà phê, đi gì đó, đi massage, mà những cái chỗ nhạy cảm thì em sẽ phản ứng như thế nào? Em sẽ bình thường chị, ví dụ như quan trọng là thái độ của anh đó ạ. Cái đó là cái việc xã giao bình thường thì mình không nói, ví dụ như mà anh ấy thích như vậy thì phải coi lại ạ. Em quan điểm như thế nào về việc đó, khi mà mình độc thân nó khác khi mình lập gia đình? Thì em nghĩ cái chuyện mà người đàn ông đi ra ngoài giao thiệp rồi đến những cái chỗ nhạy cảm với bạn bè thì em nghĩ điều đó là bình thường hay là điều chưa, đó chưa? Chị là theo chị nghĩ là chưa có gia đình á thì mình đi chơi thì nói chung là phải thanh niên mà, em nghĩ là bình thường quá. Còn mà đã có gia đình rồi á thì mình phải lo cho gia đình. Em mà đã có vợ rồi thì chắc chắn là thời gian là em dành cho vợ em. Hôm nay em có đi với ai không? Có người nhà không? Em đi một mình. Đi một mình. Hôm nay em gái có đi với ai không? Dạ có, em đi với em gái của em ạ. Rồi ok, bây giờ xin mời em gái của bên nhà gái vào nha. Rồi chào em gái, em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Tiên, là em gái của chị Lan. Là em ruột luôn đó hả? Dạ, đúng rồi. Lan với Tiên, còn nhà có mấy anh chị em?
Dạ còn thêm anh cả, anh hai nữa ạ. Năm nay cũng nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Mình đang sống Bến Tre hay thành phố? Dạ sống chung. Là hai chị em mướn nhà ở chung đó phải không? Dạ mình đúng rồi. Làm công việc gì? Dạ em làm ở bên ngành may mặc đó chị. À rồi hồi nãy giờ mình cũng nghe câu chuyện của hai anh chị ha. Em nhận xét như thế nào về cặp đôi này? Nhận xét như thế nào về người anh trai bên đây? Dạ em thấy anh này thì nhìn thì cũng hơi hiền, hiền. Chắc tầm kiểu như là 7 đến 8 phần cái hình mẫu lý tưởng của chị em. À cũng là trùng khớp 70-80%. Dạ đúng rồi. Bình thường thì ở nhà chị Lan là người như thế nào? Có những cái điều tật xấu gì nữa không? Chị Lan em á thì rất là lanh luôn. Nhưng mà lên đây sao nãy giờ thấy không lanh vậy? Không, chắc là do run. Với lại một phần em thấy chị em cũng hỏi anh này nhiều mà anh này ít hỏi chị em nhiều. Chỉ có cái tính là hơi nóng xí. Hơi nóng một xí thôi đúng không? Mình biết vậy thì thôi. Mình kèm lại ha, cho bớt cái nóng. Nhiều khi nóng quá là hư bột hư đường hết. Rồi bây giờ một lời khuyên dành cho chị mình thì em khuyên chị mình như thế nào? Chị nếu mà chị nãy giờ tiếp xúc với anh này mà cảm thấy là ok hay là có thể là tiến sâu hơn thì chị có thể là cho anh này một cơ hội hoặc là hai anh chị cùng nhau cho nhau cái cơ hội. Dạ, ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi cảm ơn em gái. Rồi mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện anh chị nha. Bây giờ chương trình dành cho các bạn thêm một cái thử thách mình vượt qua. Mỗi người bóc một lá thăm để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn trong cái thử thách này. Mời em. Cô gái yêu cầu bàn tay thể hiện một hành động nói lên sức mạnh của đàn ông. Em có quyền yêu cầu anh ấy. Vậy em muốn anh của anh làm gì? Thì anh thích đất cho em 10 cái. Thích đất cho em 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ. Thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Đếm đi cưng, con gái. 1 2 3 mạnh 3 Nhìn sức 4 5 Tuyệt vời 6 7 8 9 10 Ốm nhưng không hề yếu nha. Rồi bây giờ mời bạn gái bóc một lá bài. Bạn trai xin phép nắm tay thể hiện tình cảm với bạn gái, sau đó hỏi cảm nhận của cô ấy. Thở, thở. Thở đi cưng. Nha, đây là yêu cầu của chương trình để mình kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, xem mình có cái điện nó có chạy không, nó có sự va chạm, nó có cảm xúc gì trong người không nha. Mời em. Rồi nắm tay 30 giây đi, nhìn thẳng vào nhau rồi mỗi người nói một câu thôi. Mình nhìn nhau đi. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Thôi được rồi chị. Không nói gì hả? Dạ không. Nắm tay chặt quá vậy mà không nói gì hết trơn vậy? Quan trọng anh đó nói cho em chứ. Em cũng không biết nói sao luôn. À, được rồi, mời hai bạn về vị trí. Cảm xúc của bản thân như thế nào? Hoặc là nhận xét về người đối diện như thế nào? Tùy mình, mời em trai nói trước. Thì cảm nhận của em thì thấy bạn gái này thì cũng dễ thương. Nhưng mà ốm ốm giống em. Hai người thiếu ăn, thiếu người chăm sóc. Để cảm nhận của em như vậy thôi thì... Rồi, mời em gái cảm nhận của mình ngay lúc này như thế nào? Dạ, cảm nhận của em là từ lúc mà tham gia chương trình này, ví dụ như là em vui ạ. Thì em hôm nay thì được gặp anh ở đây thì thấy anh cũng hiền. Cũng mong muốn là ví dụ như sau này mình có thêm thời gian dành cho nhau. Cũng như là mình trao đổi những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là sau này bình thường anh ở sống một mình đúng không? Thì sau này sẽ có em. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây giờ là giờ phút quan trọng nha. Mình bấm vì cảm xúc của chính bản thân mình và phải chịu trách nhiệm về điều đó. Mời mình đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý mình bấm mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm rồi. Em có bấm không? Bấm mạnh vô. Chị thấy là thật sự bạn gái bấm trước em. Nhưng mà bạn đèn bạn ấy không có sáng. Nó chưa trùng khớp nhưng mà các bạn ấy cũng đã bấm nút và đèn đã sáng. Chúng ta nhắm tay nhau nhé. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi để tìm hiểu nhau. Mời hai bạn nắm tay nhau. Rồi bây giờ chị Tường hỏi em trai nè. Em đang còn băn khoăn điều gì? Chị thấy trong cái bấm nút của em nó chưa có sự dứt khoát mà mình còn ái ngại một cái điều gì đó. Em cũng không biết em nghĩ cái gì nữa. Đây là cái quyết định mà nó cũng khó khăn á. Khó khăn. Nhưng cuối cùng tại sao em lại quyết định bấm? Em muốn để tìm hiểu này nó như thế nào. Cố
muốn cho mình cơ hội. Cố gắng quan tâm nhau, chăm sóc nhau thật nhiều. Và hy vọng rằng là cũng sẽ đến lúc các bạn báo tin vui cho chương trình. Em muốn cho mình cơ hội, cũng cho bạn một cơ hội. Thì em thấy bạn hiền quá, cũng như ít nói nữa. Nên em muốn là bạn đó phải sau này phải nói nhiều hơn à, nếu mà đi chung với em à. Dạ em thấy bạn này là hiền à, có thể là biết quan tâm với gia đình à. Tại vì bạn sống một mình thì bạn sẽ cần nhiều tình cảm hơn. Ví dụ như sau này mình có làm bạn với nhau thì cũng quan tâm chia sẻ với em được à. Chị nếu em vô tình mà phát hiện bạn này đi những cái chỗ mà không có đàn bàn, ví dụ như là quán karaoke hoặc là đi ôm gì đó, thì em sẽ đợi bạn đó giải thích với em. Nếu bạn ấy không giải thích với em thì em sẽ hỏi, mà tới lúc đó thì hơi căng đó chị. Mặc dù là anh đi là kỹ thuật nhưng mà anh cũng phải giao tiếp với khách hàng ạ, phải nói nhiều hơn, phải cũng giống như em, phải là chăm ăn uống hơn. Em cũng biết do cái lần gặp đầu tiên mình chưa có nhiều tình cảm, chưa có nói chuyện được nhiều quá chị, nhiều khi chưa cảm được hết. Trước mắt thì em sẽ mặc dày xíu, em chủ động xíu. Còn mà ví dụ như mà cái tính em duy trì hoài như vậy mà anh đó không có phản hồi lại á, thì em nghĩ em sẽ dừng lại. Đàn ông á thì em nghĩ là phải hơi mạnh mẽ một xíu à, cũng như đừng có yếu đuối quá, rồi còn để bảo vệ cho mình nữa à. Em thấy là anh hiền quá so với cái mức mong đợi của em. Còn nói thì ít nói, với lại anh không có giống như là giao tiếp, không có giống như là trao đổi với mình đó chị, không giống như là không có hợp tác á. Còn về sau này không biết là đã quen được rồi á, thì không biết là có nói chuyện nhiều hơn không. Cảm xúc hiện tại thì nó cũng giống như hồi sáng là không có gì, bình thường. Cảm nhận thì dễ thương, còn cảm nhận tiếp theo nữa thì cái đó từ từ có thời gian mà nó biết được. Em quan trọng là vẫn là cái tính cách hơn, để từ từ là thời gian nó sẽ quyết định. Em cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà hiểu em là được. Còn mà không hiểu em thì chắc chắn là không có tiếp tục được đâu. Em không phải là khó khăn gì, nhưng mà cái tính em là nó khó. Tất nhiên là em ăn uống khó. Vậy cô gái người miền Tây, em người miền Trung, cái ẩm thực của em là phải cay, phải mặn. Còn miền Nam thì nó hơi ngọt. Em không ăn được món trong này nhiều. Nếu mà kết thân rồi thì tới đó rồi biết. Thì em không nhát đâu, nhưng mà đó là cái phép lịch sự với đối với người mình chưa biết nhiều, với người lạ mình phải không có sòn em như vậy. Đối với em là em không biết hỏi gì. Giao tiếp là cái công việc nó phải giao tiếp rồi. Tại vì khách hàng mà mình đi làm mình gặp người ta thì tất nhiên là mình phải giao tiếp rồi. Mà còn cái này là cái người ở lạ với mình lắm, nên lần đầu tiên gặp nên mình cũng không biết nói gì hết. Gặp khách hàng là cái công việc mình có cái nội dung để mình nói. Còn gặp người đây là người để mình quen, mình tìm hiểu á, nên không biết bắt đầu từ đâu, nên nó khó với em lắm. Vẫn có thích bơ bám đó, chứ không phải là thích lịch sự đâu chị. Em là một người đàn ông mà không có lãng mạn, không có kiểu như là tỏ tình cái kiểu đâu. Em muốn thực tế. Mình đừng có nói nhiều, mình làm nhiều đi, chứ mình đừng nói nhiều. Mình nói nhiều là mình cuối cùng mình làm được cái gì hết trơn á, là người ta cười. Bước tiếp theo thì cũng giống như bao cặp tình nhân khác thôi, vẫn hẹn hò đi chơi bình thường thôi chị. Còn cái cảm xúc nó tới đâu thì nó tới thôi. Chứ không bây giờ không có nói trước được. Em không có nói nhiều, em muốn làm nhiều thôi. À, cảm ơn hai em nha. Đây, gửi tặng em gái một món quà làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng cho bạn trai, đây là những chiếc vé xem phim. Mình đưa bạn gái đi xem phim để tìm hiểu nhau nha. Cái thường cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần, trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các thường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.